bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh sinh, tập 78 Cửu U Chi Địa, quỷ thần đều ở trong đó. Hoàng tuyền Ma Tông, Hoàng tuyền Bảo Khố cũng giấu ở sâu trong này. Rất nhiều đạo công pháp ma đạo cũng phải hấp thu cửu U Chi khí rèn luyện thân thể, tu luyện thần thông, nơi này tràn ngập sát phạt tàn nhẫn. Cửu U Chi Địa ngoại trừ quỷ thần ra. Ở bên trong một số không gian dị độ còn sinh ra minh thú cường đại, có thể tạo điều kiện cho đệ tử ma đạo lịch lãm. Cửu U Chi Địa vốn là nơi tốt nhất để ma môn lưu lại. Tất cả ma đạo thậm chí đều muốn chiếm cứ nơi này, tại thời thượng cổ, bên trong Cửu U Chi Địa có không biết bao nhiêu ma môn đại phái. Thế nhưng mấy ngàn năm trở lại đây, sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế hưng khởi, khiến cho tất cả ma đạo môn phái đều bị đuổi ra khỏi Cửu U Chi Địa. Hiện tại cũng chưa có ma môn đại phái nào quay trở lại trú đóng ở Cửu U Chi Địa. Phương Hàng, sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết đi, có rất nhiều ma đạo đại phái đều rục trịch với cửu U Chi Địa này. Muốn quay trở lại, thế nhưng là vì Tô Tú Y có Hoàng Thư, có thể tùy thời triệu hoán ra vô cùng vô tận quỷ thần trong không gian dị độ tại cửu U tiến hành công kích, cho nên những đại môn phái kia đều cố kỵ. Tinh chủ chỉ vào cửu U Chi Địa, nói Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Nhất Môn không chịu trừ Hoàng Tuyền Ma Tông, bởi vì tại cửu U Chi Địa, Tô Tú Y chẳng những vô ảnh vô hình, khó lòng phòng bị, hơn nữa chung quanh bảo khố còn có quỷ thần cường đại trấn thủ, bức dây động rừng. Nếu như không có không có chìa khóa bảo khố mà cưỡng chế banh kích, như vậy sẽ có rất nhiều không gian dị độ trong cửu U Chi Địa bị hủy diệt, thậm chí liên quan đến vùng đất sâu hơn nữa. Đến lúc đó kinh động đến một số lão quái vật cường hãn, ngay cả Thái Nhất Môn cũng không gánh chịu nổi. Lão quái vật cường hãn gì? Chẳng lẽ trong huyền hoàng đại thế giới chúng ta còn có cao thủ che giấu? Phương Hàng cả kinh. Đương nhiên là có, thời thượng cổ đã làm đệ nhất đại thế giới, đứng đầu ba nghìn đại thế giới, cho dù lạc đà gầy yếu cũng còn hơn ngựa khỏe. Nhân Hoàng Bút nói, huyền hoàng đại thế giới không biết ẩn giấu bao nhiêu không gian, bao nhiêu bí mật. Có lẽ chỉ một dòng sông lớn trong thế tục mà ngươi tùy tiện nhìn thấy, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một thế giới vô cùng rộng lớn, trong đó còn ẩn chứa một cự đầu vĩnh sinh. Có một số thượng cổ đại năng tìm tu không màng thế sự, tham ngộ thiên đạo, không ra mà thôi. Năm đó Tam Hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới, ta chỉ biết còn rất nhiều cự đầu chưa chết mà ẩn núp đi, nhưng mà cũng đã trải qua gần trăm vạn năm, có một số cự đầu có lẽ đã phi thăng thiên giới rồi. Chuyện này cũng không nói chắc được, dù sao lần này đại kiếp nạn thần tộc phủ xuống Thần tộc muốn thánh tế một đại thế giới, chung quy những vị đại năng kinh thiên động địa kia cũng sẽ xuất hiện. Lần này ta xuống đây, muốn cướp được Hoàng Tuyền Bảo Khố đúng là một việc không dễ dàng gì. Phương Hàng nói với Diêm. Đúng vậy, nếu như có thể dễ dàng chiếm được như vậy, Hoàng Tuyền Bảo Khố đã sớm bị người khác đào đi rồi. Cũng không đợi đến hiện tại. Diêm nói, Phương Hàng, ta xem tốt nhất ngươi nên thu thập đủ tất cả các chìa khóa, cộng thêm Hoàng Tuyền Đồ lúc đó mới thích hợp nhất để mở ra hoàng tuyền bảo khố, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tiến công. Ta lại muốn nhìn xem hoàng tuyền bảo khố chắc chắn tới trình độ nào. Nhân hoàng bút chấp tay mà đứng, chăm chú nhìn về phía cửu U Chi Địa, năm đó, tam hoàng thống trị huyền hoàng đại thế giới, thậm chí kiến tạo thành trì ngay cả trong lòng đất, thế nhưng cửu U Chi Địa vẫn là cấm địa, thậm chí là trục xuất chi địa. Chỉ có người phạm phải trọng tội mới bị dán vào cửu U, trọn đời không thể thoát thân. đi thôi, chúng ta tiến vào cửu u xem một chút. phải nhanh lên, không quá vài ngày nữa là tới ngày tiên đạo đại hội rồi. nếu như có thể tìm được hoàn tuyền bảo khố, chúng ta trấn áp quần hùng cũng không phải là chuyện gì khó. thân thể phương hàng tiến hành na di, lập tức tiến vào trong hắc khí cuồn cuộn, bước vào cửu u chi địa. vừa xông vào trong hắc khí, hai chân phương hàng vừa định, thổ địa đen kịp dưới chân tràn đầy một loại độc khí. Sát khí, thực vật sinh trưởng ở đây cũng cực kỳ mảnh ác, dữ tợn, có cây ăn thịt người cao tới ngàn trượng, hoa ăn thịt người, còn có độc dây di động. Tiến vào cửu U Chi Địa, phương hàng liền phát hiện không thể tùy ý thi triển na di không gian nữa, bởi vì khắp nơi đều là tầng tầng hệ tinh bích, nếu cứ sông bừa không biết sẽ gặp phải loại cường đại gì tồn tại ở đó. Hướng bên này đi, xuyên toa qua qua 3.600 tầng không gian dị độ sẽ đến chỗ của Hoàng Tuyền Ma Tông. Diêm rất quen thuộc đối với Hoàng Tuyền Ma Tông, dễ dàng có thể tìm được vị trí trong cửu U Chi Địa, nếu là người thường, căn bản không có khả năng ở trong thế giới rộng lớn này tìm được sơn môn của Hoàng Tuyền Ma Tông. Dẫn đường đi. Phương Hàng gật gật đầu, bước đi trong cửu U Chi Địa, khẽ nhít một bước chân đã vượt qua ngàn vạn dặm, thần niệm lấp bản thân làm trung tâm bắn đi, quan sát các sinh linh, chi địa cường đại trong cửu U Chi Địa. Quả nhiên cửu U Chi Địa có một số không gian, trong đó có quỷ thần cường đại sinh tồn, còn có Minh Lan, Minh Hổ, các loại sinh vật. Những sinh vật này, từng đầu từng đầu sinh ra đã có năng lực thao túng sát khí, lực lượng bản thân không thua gì cao thủ thần thông bí cảnh. Trong đó thậm chí còn có Minh Giao, Minh Bằng, lực lượng cực mạnh, cơ hồ có thể so với trường sinh bí cảnh. Về phần quỷ thần, vậy càng cường đại hơn. Ở sâu trong một dãy núi dài tới ngàn dặm, Phương Hàng thậm chí còn thấy một cái kén cự đại màu đen đang phiêu đảng trong không gian, là một đầu quỷ thần thân cao ngàn trượng, toàn thân đen kịch, trên đầu có dương giác thật dài, tay cầm cương xoa đang ngủ say, hấp thu sát khí, thậm chí còn có nguyên khí tiên giới. Lực lượng của đầy quỷ thần này tối thiểu cũng là trụ quan cảnh. Trường sinh tứ trọng, nếu ở bên ngoài cũng là một nhân vật tung hoành bát hoang hùng phách thiên địa nhưng mà quỷ thần bị quản chế bởi bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới, trong hàng tỷ không gian dị độ của cửu U chi địa lại như cá gặp nước, nhưng không thể rời khỏi cửu U không gian, trừ phi là có người thi triển ra đại triệu hoán thuật, trả giá thật lớn, dùng máu tưới, tuổi thọ, đủ loài nguyên khí tế tự, câu thông với bổn nguyên chi lực của huyền hoàng đại thế giới mới có thể khiến bọn chúng thoát ra, tới bên ngoài tác chiến. Chờ ta thu đầu quỷ thần này vào trong bát bộ phù đồ độ hóa đã. Phương Hàng tâm thần khẽ động, trong bát bộ phù đồ tuy đã độ hóa huyền vô cô, thế nhưng quỷ thần càng cường đại, độ hóa càng nhiều lại càng tốt. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn liền tuôn ra từng vòng Phật quan, tự hồ như địa tạng vương trong truyền thuyết buông xuống địa ngục, phổ độ đám quỷ. Từng vòng Phật quan hiện ra xu thế đại viên mãn, trong Phật quan xuất hiện một vị Phật đà thế gian tự tại vương Phật, vị Phật đà này hiện tại biến hóa càng thêm rõ ràng, trông rất sống động, đại thủ tỏa ra kim quang bổ về phía ngọn núi xa có đầu quỷ thần tự đại đang ngủ say. Phật quang dài đến vạn dặm bao phủ dãy núi, trong dãy núi kia có vô số sinh linh, ma quỷ, minh vật đều bị độ hóa bay vào trong Phật quang tiến vào bát bộ phù đồ. Hiện tại phương hàng tu luyện đến hỗn động bí cảnh, trường sinh bát trọng tất cả thần thông trong ba nghìn đại đạo đều tăng theo, phù lục thế gian tự tại vương phật cũng bắt đầu phát ra một tia tác dụng. Linh phù này từ đầu không biểu hiện ra tác dụng gì, nhưng sau khi vận dụng, tất cả thần thông Phật môn đều được gia trì. Bục Ở trong dãy núi phía xa, quỷ thần cự đại đang ngủ say tự hồ cảm thấy bi hiếp, đột nhiên thoáng cái tỉnh lại, phá kén bà ra, thân thể cao tới ngàn trượng trực tiếp phiêu phù trên hư hông, hai mắt đỏ như máu phát ra tiếng gào rít chấn động, cương xoa trong tay rung lên, đâm rách cửu u sát khí công kích về phía đại thủ Phật quan của phương hàng độ hóa quỷ thần, chặt đứt nguyên lực, tự do tự tại, tiêu giao thanh thiên, đầu quỷ thần này, lực lượng của thân thể nhận lấy trói buộc của bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới, cả đời chỉ có thể ở trong cửu U Chi Địa, sau khi được ta độ hóa, ta sẽ chặt đứt liên lạc giữa ngươi và nguyên lực, ngươi chính thức có thể thoát khỏi trói buộc. Ý niệm của phương hàng hóa thành Phật âm trộn lẫn với đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, lập tức đầu quỷ thần kia căn bản không chịu nổi phương hàng độ hóa, toàn thân đắm chìm trong Phật quan, nguyên bản thân thể đen kịp biết thành vàng thẫm, có từ bi của Phật môn, lại có hỏa diễm phẫn nộ, lại giống như hộ pháp minh vương truyền thuyết của Phật môn. Đầu quỷ thần này mặc dù là nhân vật cường hoành trụ quan cảnh, thế nhưng kém quá xa so với phương hàng, cũng chỉ có thể thoáng cái bị độ hóa, trở thành một thành viên trong bát bộ phù đồ. Ở bên trong cửu U Chi Địa có vô số quỷ thần cường đại, không thể độ hết từng đầu một. Nhưng Hoàng Búc nói, đột nhiên hắn nhướng mày, nhìn về phía sâu trong không gian dị độ, tự hồ như đang nhìn thấy phát sinh chuyện gì đó rất đáng sợ vậy. Bục Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong không gian tại cửu u chi địa đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang vùng vụt mà đến, đạo hỏa quang này tự hồ như là một đóa hoa, chỉ lớn bằng chén cơm, giống như một đóa hoa sen, tự hồ như dư âm của trận đấu pháp nào đó, hơi xoay tròn một chút đã phá mở vô tận thời không rơi xuống tiếng nhập vào trong dãy núi mà Phương Hàng vừa độ hóa đầu quỷ thần. Xì. Cả dãy núi thoáng cái bị hỏa diễm như đóa hoa này nhen nhóm, hừng hực bốc cháy, không tới ba lần hô hấp đã biến thành tro bụi. Bà Sa Tịnh Viêm. Hàng lông mày của nhân hoàng bút khẽ động, đây là công pháp của bà Sa Đại Thế Giới, hỗn hợp các loại thần thông trong ba nghìn đại đạo, tổ hợp ra tiên thuật. Một đóa hỏa diễm có thể đem bất kỳ thế giới nào độ hóa thành bà Sa bà Sa Đại Thế Giới rất thâm sâu, hơn nữa tại rất nhiều năm trước đã thắng vô cực Đại Thế Giới, thậm chí chiếm được rất nhiều chỗ tốt tại nhiều lần đại kiếp của huyền hoàng Đại Thế Giới. Thực lực bây giờ cơ hồ là tỏa tới cả tiên giới. Xem ra lần đại kiếp nạn này, Sa Bà Đại Thế Giới cũng một lần nữa mượn gió bẻ măng. Phương Hàng, ẩn núp đi, chúng ta thử nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Được. Phương Hàng trông thấy sắc mặt nhân Hoàng Quốc cũng trở nên ngưng trọng, hắn lập tức thi triển ra thủ đoạn bí ẩn của Hoàng Tuyền Đồ, mà trên thân nhân Hoàng Quốc càng tuôn ra từng đạo phát tắc tiên đạo, bao bọc Phương Hàng, tinh chủ ở trong đó, biến thành một hạt bụi không gian cực nhỏ, phiêu đảng mà tới. Trong nháy mắt đã phiêu đảng quan trăm ngàn không gian dị độ, Phương Hàng đột nhiên cũng cảm giác được, tại bên trong một tầng không gian dị độ, toát ra vô số khí tức cường đại liên tiếp. Cao thủ giới vương cảnh cường giả hỗn động cảnh. Hư tiên. Không ngờ là hư tiên. Thân thể tinh chủ chấn động, liền thấy được trong không gian cửu U Chi địa kia không biết có đám người nào đang triển khai hội nghị, tại một tòa quảng trường rộng lớn lơ lửng trôi nổi trong không gian. Tại Tràng Sơn, xuất hiện một nhân vật cường đại đang ngồi ngay ngắn ở đó. Thanh âm từ miệng người này phát ra, lần này bà sa đại thế giới chúng ta, thánh quan đại thế giới, vô lượng đại thế giới rất nhiều đại thế giới liên hợp cùng một chỗ. Thế nhưng ai làm minh chủ đây? Ông trời của ta, tại sao có thể có nhiều đại nhân vật tụ hội tại Cửu U chi địa như vậy? Sau khi nhìn rõ ràng, trái tim Phương Hàn cũng liên tục co thắt, hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất, thế nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đờ đẫn. Cửu U chi địa, ở chỗ sâu trong không gian dị độ cư nhiên cư nhiên vô số đại nhân vật. Đây là điều mà Phương Hàn nhưng hoàng bút không thể tính toán được trên một khối bình thai cự đại dựng sừng sững trong không gian này khối bình thai này cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí dường như một tòa thành lơ lửng trong không trung khắp nơi đều điêu khắc long phượng rất nhiều bóng dáng của thần thú như thiên long tỳ hưu côn bằng kế mông đều bị phong ấn tại trong đó hợp thành hộ pháp chi thần trừ những thứ đó ra còn có một số pho tượng kim sắc Phật nho nhỏ cũng lơ lửng trên tòa thành. Những pho tượng Phật màu vàng này mỗi thời mỗi khắc đều sướng ca, âm thanh lớn nhỏ vang vọng. A. À, những Phật tượng nho nhỏ màu vàng kia đều là Bồ Tát Phật môn, bị phong ấn ở trong đó, trở thành nô lệ, hôi lỗi. Kinh văn bọn họ ngâm sướng gọi là chú ngữ Đại Bi Đà La Ni. Đoạn chú ngữ này cực kỳ cường hoành dùng để tẩy rửa nhân tâm, chính là bí truyền của Phật môn một loại vô thượng thần chú do đại nhân quả thuật diễn biến thành, có quan hệ với đại nhân quả thuật chẳng khác nào như tiểu túc mệnh thuật cùng đại mệnh vận thuật. Những người này rốt cuộc là ai? Tuy nhiên phong ấn nhiều Bồ Tát Phật môn trong một kiện tuyệt phẩm đạo khí như thế. Sắc mặt của Diêm cuồng biến. Sắc mặt Phương Hàng cũng thay đổi, bình thai cự đại, tòa thành lơ lửng giữa hư không, trên đó còn có vô số Phật tượng nhỏ màu vàng nguyên một đám Bồ Tát Phật môn sống sờ sờ bị phong ấn ở trong đó, giống như bị độ hóa vậy. Hơn nữa tòa thành lơ lửng kia cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Lực lượng còn cường đại hơn nhiều khi so với vũ hóa thiên cung, thái cổ thiên thạch của quần tinh môn, quy tàn đại lục, tự hồ như là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đã trải qua lôi kiếp, khí tức có điểm tương tự với thương sinh đại ấn, hoàng tuyền đồ. Đám thỏ tử này quả nhiên mượn gió bẻ măng. Tương nhiên còn kết thành liên minh, muốn trong đại kiếp thần tộc cướp lấy rất nhiều bảo bối trong huyền hoàng đại thế giới. Bọn chúng biết bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới sẽ xuất hiện trong đại kiếp, diễn sinh ra các loại khí vận, đến lúc đó vô số bảo tàng sẽ xuất thế, bị người hữu duyên tìm được. Mà đám thỏ này chính là thừa cơ hội này cướp đoạt khí vận. Nhân hoàng bút đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tòa thành lơ lửng kia là một kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ tên là Thiên Không Chi Thành, uy lực vô song, vượt qua lôi kiếp, là chí bảo của bà sa đại thế giới, từng có uy danh hiển hách tại thái cổ. Phương Hàn, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem tình huống diễn biến rồi tính tiếp cũng không cần xuất thủ đoạn, nếu phát hiện cơ hội chúng ta sẽ giết vài tên, chẳng phải là ngươi muốn độ hóa cao thủ sao? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi độ hóa một vài tên cao thủ trong những đại thế giới này, bọn này đáng giận còn hơn cả đám thần tộc nữa. Nhất định phải giết vài tên mới có thể xả được mối hận trong lòng đám đại thế giới liên hợp lại, khó trách lại có nhiều cao thủ như vậy. Phương Hàng ngược lại hít một hơi lương khí, ở bên trong thiên không chi thành có quá nhiều cao thủ, cho dù nhân hoàng bút tiền bối ngài chỉ sợ cũng. Hắn cũng không nói tiếp, bởi vì thấy trên quảng trường của thiên không chi thành, vô số cao thủ chia làm vài phe phái, tự hồ như đang tranh cãi cái gì đó, một số hỏa diễm vừa rồi là cho đám người này khắc khẩu, một vị cao thủ hư tiên bỗng nhiên tung ra. Phương Hàng cẩn thận quan sát, liền phát hiện cao thủ giới vương cảnh trong thiên không chi thành cũng chỉ là tiểu nhân vật, hỗn động cảnh là trung đẳng, chính thức là đại nhân vật đều là hư tiên. Hắn nhận ra một phe phái có thánh quan nhũ bạch sắc bao trùm thân thể, hiển nhiên là thần thông trong ba nghìn đại đạo, đại quan mang thuật, đến từ thánh quan đại thế giới, thánh quan đế quốc. Phe thánh quan đế quốc này có khoảng chừng trên trăm người, đại đa số đều là cường giả trường sinh thất trọng giới vương cảnh. Phương hàng nhẩm tính, tối thiểu cũng có 5-60 người, bác trọng hỗn động cảnh cũng có hơn 40 người, mà cao thủ hư tiên có khoảng chừng 5 vị, trong đó còn có một vị cao thủ thân thể thon dài, lông mi mảnh dài, là một thanh niên thân mặc một bộ bạch y bình thường, đứng ở một chỗ, trên thân cũng không có bất kỳ thánh quan gì, tự hồ như là phàm nhân, thế. Nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa khí tức tham ngộ sinh tử vô thường ảo diệu, tuy nhiên là trường sinh thập trọng chân tiên cảnh giới. A. À, người này chính là đoàn trưởng trường lão đoàn của Hoàng Thất Thánh Quang Đế quốc, gọi là Thánh Thiên Cương, tu vi cư nhiên đạt tới cấp bậc chân tiên, năm đó hắn giống như ta, cũng là hư tiên. Trong bát bộ phù đồ, cao thủ hư tiên Huyền Vô Cô lập tức nhận ra người này, hắn phát ra thần niệm cường đại tới cho Phương Hàn. "Vậy sao?" Thánh Thiên Cương. "Tu vi của người này quả thực cùng một cấp bậc với Thái Hoàng Thiên." Phương Hàn gật gật đầu thân thể vẫn bất động cũng không dám phát ra khí tức gì giờ khắc này cho dù có được nhân hoàng bút bảo vệ hắn cũng không dám thở mạnh mặc dù nói thực lực bây giờ của nhân hoàng bút quả thực có thể chống lại thiên tiên chân tiên cũng không đáng nhắc tới thế nhưng ở bên trong thiên không chi thành lại có vô số cao thủ cũng không phải chỉ có một mình thánh thiên cương là tinh hoa của mấy đại thế giới tập trung lại hơn nữa còn là những thế giới bài danh trước mười những người này tụ tập tại cửu U Chi Địa thương lượng đại sự, nếu như một khi phương hàng, nhân hoàng bút bại lộ sẽ lọt vào vây công, hậu quả khó có thể tưởng nổi. Nhìn nhân hoàng bút còn phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy, trong lòng phương hàng cũng rất rõ ràng. Ở đây có năm phương thế lực, cao thủ được bao bọc bởi thánh quan hiển nhiên là người của thánh quan đế quốc, mà một đoàn cao thủ được bao phủ bởi ngọn lửa giống như hoa sen mà không phải hoa sen, giống như mây mà không phải mây, Phương hàng biết đó chính là cao thủ của bà Sa Đại Thế Giới. Về phần một đám người được bao vây bởi tinh thần Hằng Sa, khí tức có phần tương tự như vô lượng Hằng Sa, hiển nhiên là người của vô lượng Đại Thế Giới. Mặt khác, còn có một đám người được bao vây bởi khí lưu màu thiên thanh, khoảng chừng cũng có trăm người, cấp thấp nhất cũng là cường giả giới vương cảnh, chân tiên dẫn đầu. Dưới tay có mấy trăm vị hư tiên khí lưu màu thiên thanh này tràn đầy một cổ khí tức huyền ảo. Cũng không biết là thần thông nào trong ba nghìn đại đạo ngưng tụ mà thành. Đại đạo Đức Thuật Phương Hàn, đó là một đại thế giới trong ba nghìn đại thế giới, bài danh thứ năm, người của đạo Đức Đại Thế Giới. Nhân Hoàng bút chỉ vào đoàn nguyên khí màu thiên thanh bao vây đám chúng nhân, còn nữa, đám cao thủ được từng đoàn từng đoàn hào quang bao vây còn lại chính là tinh anh của huyền linh thế giới bài danh thứ sáu trong ba nghìn đại thế giới. Hả? Đạo đức đại thế giới, huyền linh đại thế giới, vô lượng đại thế giới, bà sa đại thế giới, thánh quan đại thế giới, trọn vẹn năm phương thế lực, bây giờ tụ lại ở đây hình thành liên minh. Muốn tới chia sẻ thật nhiều bảo bối trong huyền hoàng đại thế giới khi đại kiếp nạn buông xuống. Trong lòng phương hàng thầm giật mình, cho dù hiện tại hắn có pháp lực cao cường, đạt tới hỗn động bí cảnh, thế nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, cho dù chết vạn lần vẫn còn ít. Ở đây có nhiều cao thủ như thế, tinh anh của năm đại thế giới, đủ có thể giết chết hắn vạn lần. Năm đại thế giới tuy bài danh trước 10, thế nhưng cũng không phải là đệ nhất. Cũng không biết hiện tại đại thế giới xếp hàng thứ nhất có thực lực hùng hồn cỡ nào. Trong lòng Phương Hàng thầm suy nghĩ. Loại thực lực như vô cực tinh cung, thiên cổ tiểu cự đầu thần thông thất trọng kim đan có tới vạn, nhưng trong ba nghìn đại thế giới vẫn chỉ bài danh thứ mấy trăm. Hiện tại đại thế giới xếp hàng thứ nhất chính là một đại thế giới đặc thù. Chủ nhân, trong đại thế giới đó có vô số cao thủ, thiên tiên thậm chí thần tiên, huyền tiên cũng không thiếu, nghe đồn còn có kim tiên, là một cấp bậc trí cao tồn tại, nhưng mà đại thế giới này ở chính giữa trong tinh hà câu thông với vô số không gian dị độ, thậm chí có thể câu thông tiên giới, chiếm được thừa nhận của tiên giới, có phần cùng loại với huyền hoàng đại thế giới thời thượng cổ có thế giới chi thụ câu thông với tiên giới, địa vị cao không xiết. Huyền vô cô lập tức tiếp lời, nói. Ngừng nói chuyện đi, nhìn xem đám người năm đại thế giới kia đang tranh luật cái gì. Nhân hoàng bút phong tay lên, đột nhiên lúc này thời không trở nên liên tục, thanh âm nói chuyện của đám người kia loáng thoáng truyền tới, chỉ với chiêu thức ấy liền thể hiện ra sự lĩnh ngộ của hắn đối với thời không siêu việt hơn xa so với phương hàn nguyên bản dưới sự bảo vệ của tuyệt phẩm đạo khí thiên không chi thành không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người trong năm phương đại thế giới mà cũng không thể trình coi thần niệm của vô số cao thủ dày đặc lấy thiên không chi thành làm trung tâm phóng xạ ra tới trăm ngàn vạn dặm không gian song song cho dù có là hạt bụi nhỏ bé cũng không thoát khỏi thần niệm của đám người bắn phá Thế nhưng nhân hoàng bút lại bất đồng, hắn tự hồ như không tại vũ trụ này, đã thăng lên tới một độ cao mới, cao cao tại thượng, siêu thoát khỏi ngũ hành, không tại vạn giới. Thần niệm của những cao thủ kia không thể nào phát hiện ra hắn. Phương Hàng, đây là cảnh giới thiên địa nhất thể, siêu thoát khỏi thần, u, thực, ba giới, không ở trong kim một thủy hỏa thổ. Pháp tắc trong thế giới của ngươi có tàn phiến của tạo hóa thần khí, thân thể của ngươi sau những năm tháng tu luyện cũng sẽ dần dần hướng tới thiên địa nhất thể mà chuyển hóa, con đường ngươi đi nhất định bất đồng với tu sĩ bình thường. Phi thường gặp gền, thế nhân thành tựu lại cực cao. Nếu như ngươi có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể tới tiên giới một chuyến, tìm cơ duyên, kiến thức qua vĩnh sinh chi môn chính thức. Chỉ có thấy vĩnh sinh chi môn ngươi mới có hy vọng trở thành trí chí cao chính thức. Nhân hoàng bút chỉ điểm tu vi giúp phương hàng bây giờ phương hàn nghe còn không hiểu cũng chỉ có thể yên lặng nhai nuốt lấy mấy lời này đồng thời nghe năm phương thế lực nói chuyện chúng ta không nói tới chuyện ai là minh chủ của năm đại thế giới thánh thiên cương các ngươi nói xem hoàng tuyền bảo khố ở trong cửu u chi địa nhưng chúng ta thi triển ra thần thông tìm mãi mà không tìm được bóng dáng của hoàng tuyền bảo khố không phải các ngươi nhanh chân tới trước chứ một vị chân tiên của bà sa đại thế giới đột nhiên lên tiếng vị chân tiên này cư nhiên là nữ tử, thân mặc một chiếc váy lụa mỏng, trên váy đều là những đống hoa nhỏ. Nhìn như tiểu cô nương nhà phú hào, không có chút khí tức thần tiên nào. Thế nhưng rất nhiều đại nhân vật, mấy vị cao thủ hư tiên, hỗn động cảnh, giới vương cảnh đều cung kính đứng cạnh nàng. Chủ nhân, vị này chính là nữ nhi của ngươi đứng đầu bà Sa. Có địa vị cực cao trong bà Sa đại thế giới, cơ hồ là dưới một người trên triệu triệu người huyền vô cô nói hừ hoàng tuyền bảo khố đã bị người dùng bổn nguyên chi khí ẩn giấu đi chúng ta nhất định phải tìm được một người tên là phương hàn tiểu tử cướp lấy hoàng tuyền đồ trên người hắn mới được thánh thiên cương nói phương hàn chưa hề nghe nói qua người này là hư tiên chân tiên thậm chí thiên tiên sao nữ tử tiểu gia bích ngọc của bà sa đại thế giới nói con gái rượu phú hào không phải, nghe nói hắn còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt, thậm chí chưa tu thành thế giới của chính mình, chỉ là con kiến nhỏ. Lại một đại nhân vật mở miệng, là do chiếm được y bác của ma đạo cự phách năm đó, hoàn tuyền đại đế mà thôi. Đại nhân vật vừa lên tiếng, quanh thân tản ra vô lượng ánh sáng, là cao thủ của vô lượng đại thế giới. Gì? Một con kiến nhỏ không có tu luyện thành thế giới của chính mình cư nhiên có được hoàn tuyền đồ nhưng mà hoàng tuyền đại đế cũng không phải cái gì mà ma đạo cự phách. Hắn hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của luân hồi đạo nhân, tại thời điểm phi thăng thiên giới, nghe đồng lực lượng của hắn hợp lại với luân hồi đạo nhân, tới thiên quân chi cảnh, khiêu chiến uy nghiêm tạo hóa, bị mục kích của tam thập tam thiên giết chết, vẫn lạc trong thiên địa. Đúng là vô cùng ngu xuẩn. Ngu thì ngu, nhưng mà trong bảo khố mà hắn lưu lại có rất nhiều thứ khả quan, tuyệt phẩm đạo khí cũng có rất nhiều cho dù chúng ta là chân tiên, luyện chế được tuyệt phẩm đạo khí bình thường cũng phải tốn rất nhiều thời gian, còn không có tài liệu luyện chế nữa. Muốn để tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp cũng là không thể. Chiếm được bảo khố của hắn, ngược lại có thể giảm bớt trăm vạn năm khổ tu. Trong bảo khố của hắn còn có bí quyết tu luyện đại luân hồi thuật, còn có tiên thuật chí cao chư thiên luân hồi đại tiên thuật. 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo ngưng tụ thành một, không hề thua kém tuyệt học của thần tộc trong truyền thuyết là quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sau khi tìm được, tu luyện thành công, thực lực của ta mới có thể tham ngộ pháp tắc thiên tiên. Lại một đại nhân vật mở miệng nói. Đám đại nhân vật này nói chuyện, đồng thời còn triển khai thôi toán, từng cổ từng cổ mệnh số tiên thiên tính toán chi đạo đều bay ra từ tay đám người này. Tâm thần Phương Hàng khẽ động, sâu trong nội tâm cũng cảm giác được tự hồ có rất nhiều người muốn trình co chuyện riêng tư của mình, tiểu túc mệnh thuật trong người chậm rãi xoay tròn. May mắn, may mắn là vừa rồi ta tấn thăng tới hỗn động cảnh, thúc giục các loại thần thông cường đại hơn mấy lần so với trước, nếu không đám người kia liên thủ nhất định sẽ thôi toán ra, tiểu túc mệnh thuật chỉ sợ cũng để lộ ra một tia dấu vết. Trong lòng Phương Hàng thầm nhũ. Sao vậy? tại sao lại không thể thôi toán ra người có cái tên Phương Hàng này? Quả thực ta đã tu luyện cửu chương toán thuật đến cảnh giới nhất niệm cùng cùng sinh, vì sao còn không thể thôi toán ra người này? Đại diễn chân long vận toán pháp của ta cũng không thôi toán được. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đoạn thời gian thôi toán qua đi, tất cả đại nhân vật đều không thể thôi toán ra tung tích của Phương Hàng, tất cả đều kinh ngạc. Các ngươi còn không biết thánh thiên cương liên tục cười lạnh nói sau lưng phương hằng còn có một người là người mà tiên giới rất muốn tìm ra rất nhiều cự đầu cổ xưa của tiên giới đã phát ra chỉ lệnh mặc cho bất cứ phương thế lực nào tìm được người kia trước tiên đều sẽ được ban thưởng vô thượng cũng được ban cho địa vị rất cao tại tiên giới điện mẫu thiên quân người ăn cấp vận mệnh đúng vậy chính là người này phương hằng có liên lạc với nàng ta cho nên các ngươi mới không thôi toán được Tin tức này cũng là do mạng lưới tình báo của Thánh quan Đại Thế Giới vô cùng tinh thông mới có được. Thánh Thiên Cương nói, cho nên hành động lần này, Minh Chủ sẽ phải là người của Thánh quan Đại Thế Giới chúng ta. Vớ vẩn. Hoàng Tuyền Bảo Khố thì tính là gì? Trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới có thất phủ, tam khố, một bí tàng, trong đó kỳ lạ nhất chính là Hồng Môn Bí Tàng. Chỉ khi tìm được Hồng Môn Bí Tàng, tiến vào trong đó, mặc cho là đại thế giới nào cũng có thể chống lại. Đạo đức đại thế giới chúng ta đã tìm được một viên nguyện vọng quả thực. Trong truyền thuyết nguyện vọng quả thực này chính là từ hồng môn bí tàng truyền ra, bằng vào nguyện vọng quả thực này, chúng ta mới có thể tìm được hồng môn bí tàng, cho nên lần này vị trí minh chủ phải là của đạo đức đại thế giới chúng ta. Đột nhiên lúc này, một nhân vật cái thế của đạo đức đại thế giới xuất hiện, bàn tay lập lòe bỗng xuất hiện một trái cây, trái cây này vừa xuất hiện, phần phật phần phật, trên mặt thiên không chi thành lập tức xuất hiện vô tận thần quan giao hòa, phương hàng nhìn tới, trái cây này giống như hình hồ lô, lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng trên mặt có núi, sông, thảo, mục, hoa, chim, cá, côn trùng, thoáng cái xuất hiện, tự hồ như vô số sinh linh đều sinh ra một loại cúng bái với hạt giống hồ lô này. Sinh linh trạng thái hữu hình, Nguyên khí trạng thái vô hình đều cúng bái vì quả tử này, sinh ra vô số nguyện lực tập trung tới trái cây này. Nguyện vọng quả thực Toàn thân nhân hoàng bút đều run rẩy, tự hồ như quả thực này có lực hấp dẫn phi thường to lớn với hắn. Chính là một kiện chí bảo rung động chư thiên. Nguyện vọng quả thực này là cái gì? Phương Hàng hỏi. Nguyện vọng quả thực, trong truyền thuyết chính là quả thực do hồng mông đạo nhân dùng đại nguyện vọng thuật luyện chế ra, nghe đồn khi chiếm được quả thực này có thể thi triển ra các loại nguyện vọng, nhưng mà đây chỉ là tin đồn, ta biết nguyện vọng quả thực được xưng là thực hiện nguyện vọng, là khiến cho thần niệm của mình càng thêm ngưng tụ đến cảnh giới nhất niệm sinh ra vạn pháp, dù sao quả thực này có vô tận diệu dụng. Người của đạo đức đại thế giới này cư nhiên tìm được. Nhân hoàng bút lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại, như thế, thật sự sẽ có phiền toái, chẳng lẽ lần này để đám thỏ tử này cướp đoạt vận khí của Huyền Hoàng Đại Thế Giới ta sao? Nguyện vọng quả thực. Tuy nhiên là loại vật này. Đúng vậy, chính là nguyện vọng quả thực, ngươi của đạo đức đại thế giới từ khi nào mà chiếm được loại vật này? Có nguyện vọng quả thực, thực lực của ngươi chẳng những tăng lên rất nhiều, hơn nữa thực sự có khả năng trong đại kiếp nạn tìm được Hồng Mông bí tàng. Đạo vô nguyên Năm đại thế giới chúng ta liên minh, chỉ cần ngươi đem ra nguyện vọng quả thực, năm đại thế giới chúng ta liên minh sẽ để ngươi làm minh chủ, thế nào?" Nữ tử tiểu gia Bích Ngọc của bà Sa đại thế giới nói. Lấy ra, bá chủ đạo vô nguyên của đạo đức đại thế giới lạnh lùng cười, "Ngươi cho ta là ngu à? Một câu dân tặng minh chủ cho ta, chờ ta điều động, chúng ta tìm được hồng môn bí tàng, sau đó cùng nhau tiến vào, cùng nhau phân chia một chén canh." nếu như không được, mọi người một đao đoạn tuyệt, đều tự chờ thần tộc tiến công, chúng ta sẽ tự mình đi tìm bảo tàng. Hừ, lần này chúng ta liên hợp tiến vào huyền hoàng đại thế giới chính là muốn trong đại kiếp cướp đoạt sạch khí vận của tất cả huyền hoàng đại thế giới. Thánh Thiên Cương nói, tụ lại thì mạnh, chia ra thì yếu, đây là đạo khí bất biến. Thần tộc tiến công sẽ có thần đế buông xuống. Nếu như chúng ta không liên hợp lại, cũng có thể bị thần tộc giết chết. Hơn nữa trong hoàng huyền đại thế giới này còn có Thái Nhất Môn, là đạo thống còn sót lại của Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng tai nạn Thiên Quân. Hơn nữa hiện tại còn có một tòa thành câu thông tốt nhất với tiên giới, còn có một vị sứ giả cấp bậc thiên tiên buông xuống. Cũng không thể kinh thường. Thiên tiên thì sợ cái gì, năm đại thế giới chúng ta liên thủ đủ có thể giết thiên tiên. Nữ tử tiểu gia Bích Ngọc nói. Tuy nói thì nói như vậy, thế nhưng sau lưng có vĩnh hằng thiên quân, tai nạn thiên quân hai vị này tồn tại từ thời cổ xưa, chúng ta không đắc tội nổi, đừng nói là chúng ta, cho dù bất kỳ một người nào trong đại thế giới cũng không đắc tội nổi. Loại cấp bậc cổ xưa này, chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể buông xuống, tạo thành hủy diệt, phá hư với trong thế giới, ai có thể chịu nổi chứ? Người đứng đầu đoàn người đạo đức đại thế giới, Nguyên Vô Đạo, nói Được rồi, ta tạm thời thu lại nguyện vọng quả thực chúng ta cùng thảo luận một phương án cụ thể nếu không nếu cứ khách khẩu như vậy sẽ không có ý nghĩa gì cho dù hoàng tuyền bảo khố bị giấu trong cửu u chi địa chúng ta liên thủ thi triển ra đạo thuật qua lại trong này vậy bất kỳ bảo bối nào cũng không thể che giấu nguyên vô đạo liền thu lại nguyện vọng quả thực thế nhưng vừa lúc đó dị biến phát sinh sau lưng nguyên vô đạo trên mặt một cao thủ hỗn động cảnh đột nhiên hiện ra nụ cười tà ác tự hồ như bị tà thần cường đại gì đó bám lên trên người, trong lỗ chân lông kích xạ ra hắc khí. Hắc khí kích xạ ra khiến khí thế của cao thủ hỗn động cảnh này tăng vọt, lực lượng liên tiếp đột tiến, trong hư không vang vọng lên mộ của ma âm, ma âm tuôn ra, cho dù hư tiên cũng cảm giác ảo giác bộc phát, tâm ma nổi lên. Sau đó cao thủ hỗn động cảnh này bước lên, khí tức toàn thân từ quỷ bí trở nên uy mảnh, sau đó uy mảnh trở nên trầm ổn, trầm ổn trở nên ung dung, ung dung lại biến thành hoàng giả các loại trạng thái trong nháy mắt khí chất quanh thân hắn dường như thay đổi vạn lần tự hồ như vô số linh hồn thái cổ trong cơ thể hắn đang tranh đoạt quyền thống chế thế nhưng lực lượng của hắn vẫn bành trướng khi khí chất chuyển hóa đánh ra một chưởng không ngờ hoàn toàn xé rách hộ thân cương khí quanh thân đạo vô nguyên thừa lúc đạo vô nguyên gầm lên giận dữ ngăn cản một bàn tay khô héo thô ráp Nước nẻ tự hồ như của lão nhân đột nhiên thoát khỏi trăm triệu không gian trói buộc, trực tiếp nắm lấy. Nguyện vọng quả thực. Bục, một thanh âm vang lên, viên nguyện vọng quả thực tự nhiên bị đại thủ khô héo thô rác bắt được, trực tiếp nắm trong tay. Sau đó trên mặt cao thủ hỗn động cảnh này hiện ra nụ cười gần xả thân, hỗn động tự bạo. Hỗn động phát tắc trong cơ thể hắn đột nhiên nổ mạnh, vô số nguyên khí chấn động bay ra. Kích xạ ra bốn phương tám hướng lực lượng pháp tắc băng diệt, khiến cho cả thiên không chi thành bắt đầu kịch liệt lay động. Cũng không biết là thứ quỷ dị gì cư nhiên sinh ra trong cơ thể cao thủ hỗn động bí cảnh, sau đó khống chế cơ thể hắn, thi triển ra lực lượng đột nhiên xuất thủ, cướp lấy nguyện vọng quả thực, sau đó tự bạo pháp tắc hỗn động. Loại thủ đoạn này quả thực là vô cùng kỳ diệu, cũng khiến cho trái tim người ta phát lạnh, cao thủ hỗn động cảnh nguyên bản đã tiếp cận tầng thứ hư tiên vận chuyển thiên đạo. Thế nhưng bây giờ tùy tiện bị người ta ký sinh, khống chế tư tưởng, hơn nữa còn ở trước mặt vô số cao thủ cũng không bị phát hiện. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ là do cao thủ siêu việt hơn trường sinh bí cảnh tạo ra. Vụ nổ thật mạnh, một đạo hắc khí bùng lên ngút trời, giống như mũi khoan phá mở cấm pháp của thiên không chi thành, bay ra ngoài, nguyện vọng quả thực bị bao vây trong đạo hắc khí này. Tuy nhiên như hổ đói vồ mồi, cứng rắn đoạt nguyện vọng quả thực hống hống hống. Lập tức ngũ đại liên minh, tất cả đại năng, cự đầu, bá chủ đều chấn kinh, phẫn nộ. Liên thủ đánh ra vạn đạo pháp tắc tiên quang, tốc độ cực nhanh, quanh kích tới đoàn hắc khí đang xoay tròn kia. Quanh long, đoàn hắc khí này hiện ra hình thể, là một lão nhân mặc hắc y, con mắt màu bích lục. Tâm ma lão nhân. Phương Hàng lắp bắp kinh hải. Phương Hàng cũng thật không ngờ lần này xuống cửu U Chi Địa cư nhiên thấy nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là phát hiện các nhân vật trong năm đại thế giới tụ hội, thương lượng thu chỗ tốt trong đai kiếp nạn. Sau đó xuất hiện một viên nguyện vọng quả thực, tranh đoạt vị trí minh chủ, ngay sau đó tâm ma lão nhân cư nhiên tìm phục tại người một vị cao thủ hỗn động bí cảnh của đạo đức đại thế giới, đột nhiên ra tay cướp lấy quả thực, cuối cùng muốn chạy trốn. Nhưng mà loại chuyện này cũng chỉ có tâm ma lão nhân mới có thể làm. Người này chính là siêu cấp cử phách trong ma đạo, tu luyện đại tâm ma thuật, có thể vô ảnh vô hình tùy ý ký thác vào trong tâm ma của mọi người, bất luận kẻ nào cũng khó có thể phát hiện, bởi vì cho dù có lực lượng cường đại đến mấy cũng có thiện ác nhị tâm, thiện cũng là ma, ác cũng là ma, đều là tâm ma. Lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngay cả trong truyền thuyết hiện ác tịnh vương Phật, chí cao tại Phật giới cũng có tâm ma. Chính là bởi vì như thế cho nên tâm ma lão nhân mới am hiểu đánh lén, hơi chút khẽ động có thể ký thác trong tâm ma, thời điểm thích hợp đột nhiên bạo phát cướp lấy nguyện vọng quả thực. Ngày đó Phương Hàng đã biết tâm ma lão nhân liên hợp cùng Linh Lung Tiên Tôn đối phó với vô cực tinh cung, tại vô cực tinh cung thu được vô cực xá lợi. Hiện tại tự hồ thực lực đã đại tiến. Phải biết rằng vô cực xá lợi chính là tiên khí trong hỗn nguyên vô cực đồ diễn sanh ra vô thượng ý chí, nguyên khí ngưng kết mà thành, mỗi một viên đều phải trải qua vô số thời đại ngưng luyện. Tìm được một viên phi thường hữu dụng đối với việc đột phá cảnh giới. Tâm ma lão nhân này tự hồ như đã thật sự đột phá cảnh giới cho nên mới dám đoạt bảo, cướp đoạt nguyện vọng quả thực. Nếu không tràn diện lớn như vậy, cho dù thiên tiên chính thức dưới sự vây công như vậy cũng sẽ bị đánh cho thần hình câu diệt. Vạn pháp bị phá, nhưng mà hiện tại tâm ma lão nhân tự hồ cũng chưa cướp đoạt thành công, bị người của năm đại thế giới liên thủ chặn lại. Quả thật là như vậy, dưới loại tình huống này cướp lấy bảo bối quả thực là chuyện không thể nào. Người của năm đại thế giới xuất ra vạn đạo pháp tắc tiên đạo, đủ có thể làm cho bổn nguyên của một đại thế giới rung chuyển, nghiêng trời lệch đất, đại địa tan ra. Tâm ma lão nhân bị công kích buộc phải lộ ra chân thân lăng không trên không trung, một tay bắt lấy nguyện vọng quả thực, tay khác lại búng ra, thủ chỉ khô héo, móng tay thật dài phát ra thanh âm giống như búng lên thân kiếm, mỗi một lần nháy mắt đều có một cái móng tay thật dài tróc ra, nổ tung, biến thành vân khí đen như mực, hơn nữa mỗi một lần như vậy tay nâng nguyện vọng quả thực của tâm ma lão nhân cũng lập lòe, thật không biết cái nào là thật cái nào là giả. Tâm ma hóa hình, ký thác vào nguyên thần. Phân khí màu đen tính cả bản tôn của hắn hơi xoay tròn, liền chiếm cứ một phương vị, dưới chân xuất hiện một lục mang tinh trận, tại sáu cánh của tinh trận, toàn bộ đều bị tâm ma lão nhân chiếm cứ, hơn nữa hai tay hắn liên tục biến ảo, cũng không biết tay nào đang nắm quả thực nữa. Tâm ma lão nhân biến thành tâm ma điều khiển nhân tâm, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không ai có thể phân biệt ra được. Lục đạo nguyên ma đại tiên thuật Trong thấy một màn này, Diêm thoáng cái khiếp sợ nói, tiên thuật này tổng cộng phải dùng 36 môn thần thông trong 3.000 đại đạo ngưng tụ thành một, hơn nữa còn phải luyện chế thành năm vị hóa thân hợp nhất cùng thân thể mình mới vận chuyển được. Trong lúc mơ hò, nguyên thủy chi ma kết hợp. Ký thôn thiên địa, bá tuyệt sơn hà. Tâm ma lão nhân, ngươi dám cướp đoạt nguyện vọng quả thực của ta. Đạo vô nguyên đã nhìn ra lão nhân kia, tự hồ như cũng biết người này là ai bởi vì tâm ma lão nhân trong rất nhiều đại thế giới đều là nhân vật hàng đầu, uy danh lan xa, đại tâm ma thuật trong ma đạo cũng tiếp cận gốc rễ của ma công. Hơn nữa đại tâm ma thuật có khả năng nhất để câu thông với công pháp nguyên thủy chi ma. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lật lên, giống như đại ấn đánh ra ba quyền. Sát na thần quyền Ba quyền bạo phá này giống như thái cổ sơn thần buông xuống vũ trụ, như thần hà xuyên qua thiên địa, tự như thần hồng tản ra đầy trời mênh mông vô cùng hai mắt tâm ma lão nhân lập lòe sáu đạo ảnh tử đồng thời đánh ra một chưởng thanh âm thê lương từ trong cơ thể hắn vang vọng ma hành thiên hạ trường hận liên miên hư không lập tức vang lên hàng tỷ thanh âm quỷ khóc thần gào tự hồ như thiên ma quần ma đồng thời buông xuống sắc mặt của rất nhiều cao thủ giới vương cảnh hỗn động cảnh ở đây đều biến đổi bởi vì bọn họ cảm thấy tâm ma trong cơ thể mình đang không ngừng quấy phá thần niệm tán loạn, nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần để trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể phân ra lực lượng để xuất thủ. Tâm ma lão nhân cướp đạp hư không, triệu hoán quần ma, quỷ thần gào khóc, từ thiên ngoại bay tới, mà hắn lại được bao bọc bởi đám quần ma, như ma chủ, thậm chí còn có một cổ khí tức thần thánh đứng đầu thiên hạ. Thánh ma Hắn lại có khí tức của thánh ma, nhưng mà vẫn còn chưa viên mãn cho dù viên mãn cũng chỉ là thánh ma bình thường, chúng ta vẫn có thể đánh lại hắn. Thánh thiên cương quát. Thánh ma chẳng khác nào thiên tiên. Hiện tại tâm ma lão nhân có khí tức của thánh ma là đạp một nửa bước chân vào cảnh giới thiên tiên, tùy ý khẽ động triệu hoán từ trong hư không tới, quần ma, các loại thiên ma, địa ma, quỷ quái, âm ma, mị ma, dương ma. Cùng cuộn mà đến, thậm chí tâm niệm của hắn vừa động, ma thần, ma quỷ trong thân thể được đám cao thủ trong năm đại thế giới kia nuôi dưỡng đều bị hoán động. Chiêu thức công phu như vậy là đủ rồi, là ma trong ma. Ma ý nguyên thủy. Nguyện vọng quả thực này rất quan trọng đối với Lão Phu. Lão Phu tạm thời mượn một chút để ngưng luyện thần thông, sau khi mượn dùng xong sẽ trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn, đắc tội với tâm ma đại giáo chủ ta đây, từ nay về sau, đệ tử luyện công chỉ sợ tâm ma mãi mãi cuốn lấy. Tâm ma lão nhân cướp đạp quần ma, thân thể được hàng tỷ ma đầu vườn quanh, khi hắn bước tới, vô tận ma đầu như biển rộng chạy theo, tự nhiên bao trùm cả thiên không chi thành. Trên mặt thiên không chi thành, sắc mặt của ngàn vạn tiểu kim bồ tát dày đặc cũng hiện ra vẻ thống khổ, bị ma đầu cắn xé, không trấn áp được. Nếu như cứ để ngươi cướp đồ mà đi, vô lượng đại thế giới của ta còn gì là mặt mũi nữa trên người vị chân tiên đứng đầu vô lượng đại thế giới tách ra tịnh hóa chi quan, khuếch trương triển khai, một quan cầu có phạm vi trăm dập trong nháy mắt khuếch đại, tự hồ như muốn làm cho ánh sáng điền đầy cả vũ trụ. Ánh sáng đi tới đâu, các loại ma đầu đều bị tiêu diệt đến đó. Thậm chí tâm ma trên thân thể một số người đều bị trấn áp xuống. Những cao thủ đứng đầu của năm đại thế giới, năm đại chân tiên đều tự thi triển ra vô thượng đại đạo, triển khai phản kích một mảnh tai nạn hiện tại trên không trung, hàng tỷ ma đầu đều bị diệt vong, tan biến trong lúc vô hình. Hơn nửa thần niệm của năm người đứng đầu toàn bộ tập trung lên người tâm ma lão nhân, đại thủ bắn nhiếp tới, trong khoảng thời gian ngắn năm thủ trưởng tuyệt phách thiên địa bao phủ trên đỉnh đầu tâm ma lão nhân, phong tỏa không gian thời gian, phòng ngừa kẻ ma đạo cự phách này đào tẩu. Một số hư tiên đều xuất ra pháp tắc tiên đạo cực cao của mình ra, quanh kích xuống, phá hủy vạn ma, áp chế tâm ma. Trong tràng, hư tiên cũng có hơn 20 người, là tinh hoa của năm đại thế giới, tồn tại cực kỳ cao, nhiều đại nhân vật liên thủ banh kích như vậy, phương hàng ở trên không trung cũng cảm nhận được lực lượng hủy diệt như muốn thẩm thấu tiến vào, chấn đắc khiến mình phải hiện ra nguyên hình. Lại một hệ tinh bích vỡ tan, rất nhiều không gian dị độ trong cửu U Chi Địa bắt đầu bị vỡ nát nhưng mà cũng may không gian dị độ của cửu U Chi Địa có không biết bao nhiêu tầng, trăm ngàn trăm triệu cũng không đủ để hình dung, một tinh hà cũng có thể dung nạp được vào trong, ngược lại là một chiến trường tốt nhất. Thế nhưng một số quỷ thần cường đại trong đó cũng gặp tai nạn, nhiều lực lượng cùng xuất ra như vậy, rất nhiều quỷ thần cường đại cũng trực tiếp bị đáng chết, thậm chí dư âm cũng tạo thành một trận tai nạn. Tâm ma lão nhân đối mặt với vô số người trấn áp, năm hóa thân tính cả chân thân không ngờ thoáng cái cũng bị đánh tan, biến thành vô số hắc khí. Cho dù hắn có cường đại gấp đôi đối mặt với nhiều công kích như vậy cũng không ngăn cản nổi, tinh hoa của năm đại thế giới hội tụ đồng thời xuất thủ công kích một người, chỉ sợ còn mạnh hơn so với một số thiên tiên, chỉ có thiên tiên cực đại mới có thể ngăn cản được. Nhưng mà cho dù tâm ma lão nhân bị đánh nổ cũng không thể nào bị tiêu diệt, thân thể hắn chia làm vô số hắc khí, đang lúc mọi người công kích, mỗi một đạo hắc khí này hơi xoay tròn, trong đó dường như mở ra ma môn thiên địa, ma đầu liên tục không ngừng được triệu hoán từ trong hắc khí ra. Mọi người cùng nhau liên thủ trấn áp ma đầu này, ma quỷ biến hóa đa đoan, tâm ma ký thác khắp nơi, chúng ta chỉ cần trấn áp được hắn, sẽ luyện chế hắn trở thành khí linh của tuyệt phẩm đạo khí. Giết! Yeah. Ma đầu này thật không biết tốt xấu, tự nhiên dám cướp đoạt nguyện vọng quả thực ở trong tay chúng ta quả thực là không biết sống chết, cho dù thiên tiên, chúng ta cũng có thể đánh chết cả 10 lần. Đại tàng hư không, phong ấn thần tàn. Ta đã phong ấn một mảng thiên địa này trở thành độc lập thần hành, hắn há có thể trốn ra. Nhưng mà chúng ta phải ngăn cản để hắn không triệu hoán ba đầu từ hư không lại nữa. Hắn có đại tâm ma thuật có thể câu thông với vực ngoại ma giới trong truyền thuyết, liên tục không ngừng triệu hoán ma đầu. Một lần nữa phong tỏa đám người đánh ra hàng tỷ đạo ánh sáng hồng quang nổ bắn ra một lần nữa muốn phân giải hắc khí do tâm ma lão nhân hóa thân ra sau đó trấn áp từng đạo các ngươi cho rằng ta tu luyện chưa thành đại tâm ma thuật sao ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của ma đạo thiên địa ma môn quanh long khi thanh âm của tâm ma lão nhân vang lên tất cả hắc khí bị đánh tan một lần nữa tụ lại biến thành một pho tượng ma môn cự đại ma môn cao tới 3.000 trượng, trên cửa toàn bộ đều là ma nhãn lập lòe, khoảng chừng 3.000 mắt, đại biểu cho đạo thống thánh ma. Thiên địa ma môn ngưng tụ kết thành hình, người ta có thể chứng kiến hư không, vũ trụ, vì sao mênh mông trong đó đều dày đặc ma đầy, các loại ma đầu, vô cùng chân thực giống như thủy triều tràn tới ma môn. Giờ khắc này tâm ma lão nhân đã không phải chỉ là một người, mà là một đại môn câu thông từ cửu u chi địa với đại môn của vực ngoại ma giới liên tiếp mở ra thông đạo để vô số ma tộc cường đại buông xuống cửu u chi địa thiên địa trong ma môn này là một thế giới ma đầu khác là vùng đất trung ương của vực ngoại ma giới là nơi mà tiên giới cũng phải đau đầu rất muốn tiêu diệt hiện tại tâm ma lão nhân cứng rắn mở ra thông đạo vô tận ma đầu thị huyết tiền hô hậu ủng lăng xả tới thiên địa ma môn thiên địa ma môn câu thông với vực ngoại ma cảnh, mở ra đại môn thông với hai thế giới. Phía sau thiên địa ma môn này là thiên ma, ma thần dày đặc, thậm chí còn có thứ càng cường đại hơn ma tôn. Đám ma đầu này thậm chí từ vực ngoại ma cảnh xa xôi buông xuống. Tâm ma lão nhân triệu hoán ra ma đầu, cũng không chính thức nghe lệnh hắn chỉ huy, nhưng có thể tạo ra cục diện hỗn loạn. Hắn tạo ra thông đạo câu thông vực ngoại ma cảnh cùng cửu U Chi Địa, một số ma thần cường đại ở sâu trong trung tâm không bị hắn khống chế, thế nhưng rất nhiều sát khí, khí tức của quỷ thần cường đại tại cửu U Chi Địa hấp dẫn bọn chúng giống như rùi bọ thấy máu, điều này đúng là có lực hấp dẫn cường đại với vô số thiên ma, ma thần. Quanh Long Một đầu ma thần vô cùng cự đại, bốn đầu tám tay, trên người không biết có bao nhiêu con mắt, lập lòe ma quang, thế giới chi lực trong thân vận chuyển, ở trong đám quần ma như nước lũ ma vương xuất lĩnh ngàn vạn thiên ma vọt ra ý chí cường đại phủ xuống cửu u chi địa là thánh ma tiền bối hao phí thọ nguyên mở ra thiên địa ma môn để cử thế ma thần ta buông xuống nơi này muốn hấp thu sát khí ngưng luyện chân thân giết 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 có người mở ra thông đạo thiên địa ma môn chúng ta rốt cục cũng có thể ra ngoài giết chết hết thảy tất cả a à, tinh khí tiên đạo thật cường đại phải cướp nhất định phải cướp hết lại là một đầu ma thần cường đại thống soái quần ma xông ra từ trong thiên địa ma môn. Ma thần cường đại này cưỡi một đầu bạch cốt, tay cầm cốt mâu ngàn trượng, hơi khu lên, vô số mâu ảnh bắn ra, mỗi một đạo mâu ảnh đều đâm rách hư không, mang theo âm bảo xé rách khắp nơi, đánh về phía tinh anh liên minh của năm đại thế giới. Tuy nhiên là một trong những thần thông trong ba nghìn đại đạo, đại băng diệt thuật. Đầu ma thần cường đại này có tu vi tới giới vương cảnh thật vất vả mới thoát ra từ thiên địa ma môn tự nhiên hắn muốn trắng trợn giết chóc muốn thôn phệ hết thảy người trong tiên đạo trong khoảng thời gian ngắn quần ma bay loạn hàng tỷ ma đầu từ trong thiên địa ma môn trùng sát ra đám ma đầu đều đến từ vực ngoại ma cảnh là những kẻ cường đại thường xuyên kinh chiến với đám phật giới long giới thậm chí một số tu chân đại môn phái có kinh nghiệm phong phú hung hãn không sợ chết ma diệp nhân gian trong thiên địa ma môn một lần nữa truyền tới thanh âm của tâm ma lão nhân một của lực lượng do thiêu đốt tuổi thọ từ trong thiên địa ma môn truyền tới thiên địa ma môn này một lần nữa mở rộng càng nhiều ma thần ma đầu từ trong đó trùng sát ra chư vị tâm ma lão nhân mở ra thông đạo tới vực ngoại ma cảnh triệu hoán ra vô cùng vô tận ma thần cường bất quá hiện tại lực lượng của năm đại thế giới chúng ta liên minh đủ có thể xoay chuyển thiên địa giết đám thiên ma, ma thần này, đám này chính là thuốc bổ cho chúng ta, thế nhưng chư vị nên phòng bị tâm ma lão nhân gây ra hỗn loạn, tìm cơ hội thoát ra, như vậy nguyện vọng quả thực sẽ chính thức bị cướp mất. Người đứng đầu đám tinh anh của đạo đức đại thế giới, đạo vô nguyên cũng không hề sợ hãi khi trông thấy tình huống này. Bản thân hắn là cao thủ chân tiên, cho dù có nhiều thiên ma, ma vương, ma thần hơn nửa tiếng tới hắn cũng có thể giết chết, phong ấn toàn bộ làm thuốc bổ nuôi dưỡng cho thế giới của mình tăng cường lực lượng của thế giới thế nhưng điều hắn lo duy nhất là tâm ma lão nhân sẽ gây ra hỗn loạn sau đó thừa lúc hỗn loạn mang theo nguyện vọng quả thực đào tẩu như vậy hắn sẽ bị lỗ to dù sao đám ma thần này đều là do tâm ma lão nhân triệu hoán ra từ vực ngoại ma cảnh cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn lập tức đạo vô nguyên điên cuồng hét lên một tiếng bàn tay vung ra một trảo oanh long một đạo tinh mang xuyên qua thời không liền đánh chết trăm vạn đầu thiên ma ma vương chụp tới tâm ma lão nhân đang diễn hóa ra thiên địa ma môn bàn tay huy vũ đánh ra tọn vẹn 36 mươi ước đạo phong ấn phong sát tới thiên địa ma môn đầu tiên là muốn hoàn toàn phong ấn ma môn thứ hai là muốn cướp lại nguyện vọng quả thực hắn thân là chân tiên có lực lượng vô tận lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt đến cảnh giới cực cao là đỉnh phong trong thiên địa hơi chút lay động tâm ma lão nhân cũng phải gian nan ứng phó tam thập lục ức đạo đức phong ấn quyết phong ấn chặt thiên địa ma môn đạo vô nguyên một lần nữa điên cuồng hết el tên bàn tay xé trời mở ra tầng tầng phong tỏa một viên nguyện vọng quả thực ở sâu trong thiên địa ma môn cũng bị thu tới cơ hội tốt đoàn trưởng trường lão đoàn hoàng thất của thánh quan đại thế giới thánh thiên cương cũng là trường sinh thập trọng cấp bậc chân tiên trong thánh quan đại thế giới cũng là đỉnh phong, tiếu ngạo vũ trụ, phong ấn bát phương, trong thế đạo vô nguyên không tiếc hao phí tinh khí đánh ra 36 ức phong ấn cường đại, trong lòng hắn cũng khẽ động, một mặt nghĩ trấn áp tâm ma lão nhân, một mặt đã nghĩ cướp lấy nguyện vọng quả thực. Tâm ma lão nhân đã tu thành nửa thân thể thánh ma, tu vi không khác biệt nhiều so với thiên tiên, nếu như có thể trấn áp biến thành khí linh, tuyệt phẩm đạo khí của ta đây có thể lột xác thành hạ phẩm tiên khí. Tuy so ra còn kém thần thánh hoàng quang, nhưng cũng có thể tranh được địa vị mạnh nhất trong thánh quang đại thế giới. Sau này phi thăng tiên giới cũng có thể tìm được chỗ tốt thật lớn. Tâm tư của thánh thiên cương thay đổi thật nhanh, cũng lập tức triển khai thủ đoạn, vô số thánh quang vô số thoáng cái nổ tung, giống như khổng tức xuề đuôi bắn đi ra, trăm ngàn vạn thiên ma đều bị hút vào trong thánh quang. Ánh mắt sắc nhọn của hắn phóng xuất ra thần niệm cường đại hoàn toàn tập trung vào tâm ma lão nhân, cách không đánh ra một quyền, quyền kình oanh kích lên phía trên thiên địa ma môn, lập tức từng mảnh con mắt bị đánh cho mù lòa. Vô số con mắt trên mặt thiên địa ma môn bị một quyền của hắn đánh mù. Tự nhiên thi triển ra cử phách thánh quyền. Nữ tử còn lại của bà sa đại thế giới, chân tiên đứng đầu đoàn đội vô lượng đại thế giới, người đứng đầu đoàn đội huyền linh đại thế giới đều tự thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, oanh kích lên thiên địa ma môn. Trong một sát na, xuất hiện tràn cảnh gió tanh mưa máu, quỷ khốc thần gào, mỗi một khắc đều có đại lượng thiên ma, ma vương bị nổ tung, ma thần giải thể, thiên địa ma môn trong nháy mắt có dấu hiệu sụp đổ. Chúng ta xuất thủ trợ giúp tâm ma lão nhân đi. Thừa cơ thu lấy thiên ma còn có thể giết đám người liên minh năm đại thế giới hoa rơi nước chảy, đánh lén một lần. Phương Hàng đột nhiên nói, nhân hoàng bút tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? ta cũng đang có ý này, nhưng mà người của năm đại thế giới liên minh lợi hại vô cùng, bây giờ đang là từng người tự chiến, bởi vì trong lòng có quỷ, cho dù như vậy tâm ma lão nhân cũng không thể trốn thoát. Cho dù chúng ta động thủ cũng không thể tạo thành thương tổn đối với bọn chúng, đám người này nếu như bị chọc giận sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thiên tiên cũng có thể đánh. Nhưng mà cũng sẽ khiến bọn chúng luống cúng tay chân. Phương Hàng, chuẩn bị xong chưa? người của năm đại thế giới liên minh quá mức lợi hại, vạn nhất ta bị cuốn vào trong đó sẽ không cách nào chiếu cố được cho ngươi, ngươi nhất định phải tự bảo vệ mình, đừng để bị thương, nhớ chưa? Nhân hoàng bút xuất ra pháp lực, đột nhiên thần niệm chấn động liền hiện thân, một cổ uy thế quét ngang thiên địa đánh tới thiên không chi thành, tạo hóa thần uy, thoái không liệt tiên. Một đầu tinh bút cự đại mang theo mũi nhọn không gì sánh kịp chỉ thoáng cái liền đánh mở tầng quan tráo bên ngoài thiên không chi thành, đầu bút lông giống như lông xà bôn tẩu, tạo thành một rãnh lớn bên ngoài bản thể của thành trì. Bản thể của thiên không chi thành được cấu thành bởi một loại tài liệu cực kỳ chắc chắn, thậm chí còn có thậm chí còn có vật chất hiếm thấy từ thiên giới, thế nhưng vẫn bị mũi nhọn của nhân hoàng bút cắt nát. Hiện tại nhân hoàng bút bằng vào thực lực hoàn toàn có thể chống lại thiên tiên. Hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể có thể có tạo hóa chi uy, không phải bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào có thể ngăn cản được. A. À, Sâu trong thiên không chi thành phát ra một tiếng gào rít điên cuồng, là linh khí phát ra, kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ đã vượt qua lôi kiếp, thế nhưng vẫn không thể chống lại uy thế của Nhân Hoàng Bút. Tuy nhiên không thể xé mở được thiên không chi thành không hổ là mặt hàng nổi danh viễn cổ. Nhân Hoàng Bút vẫn chưa hài lòng với một kích vừa rồi, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, tinh bút cự đại một lần nữa co rụt lại hóa thành một người trung niên hoàng giả năm ngón tay hé ra năm đạo đại tiên thuật phân biệt banh kích về phi năm đại chân tiên thương hoàng thái nhất đại tiên thuật đấu chuyển vạn tượng đại tiên thuật thần tiêu linh la đại tiên thuật diệt tuyệt quân lâm đại tiên thuật đà la bi minh đại tiên thuật mỗi một đạo tiên thuật đều mang theo khai thiên tích địa chi uy khiến cho thiên không chi thành lạnh rung, trách một tiếng một góc lớn của tòa thành cư nhiên bị đánh bay năm đại chân tiên nguyên bản liên hợp, lực lượng trấn áp tâm ma lão nhân cướp lấy nguyện vọng quả thực, nhưng lại thật không ngờ có một vị đại cao thủ còn tìm phục tại bên cạnh, đột nhiên xuất hiện phá vỡ thiên không chi thành, năm đạo năm đạo anh kích tới chính mình. Khiến cho đám người đều chấn động mãnh liệt, bất chấp phong ấn đồng thời đánh ra thần thông đón đỡ đại tiên thuật. Mà ở phía sau năm đại chân tiên, hơn 10 hư tiên cũng phản ứng cực nhanh, liên thủ đánh ra bổn mạng pháp bảo mà bản thân tự luyện, pháp bảo như nước lũ, tuyệt phẩm đạo khí chói lọi, hiện ra trên không trung, tạo ra từng hát động, từng thế giới một. Trong một sát na, liền tạo ra trăm ngàn thế giới tại trong hư không, mà sau đó lại liên tiếp sụp đổ. Tạo thành một mảnh hỗn loạn. Nhân hoàng bút bỗng chốc bị của lực lượng cường hoành này oanh kích khiến cho cơ thể rung rẩy bắn qua ba nghìn không gian song song, lúc này mới ngừng lại. Cho dù hiện tại tu vi của hắn đã tương đương với thiên tiên, thế nhưng bị loại công kích này đánh trúng cũng khó có thể duy trì năm đại thế giới mỗi một đại thế giới đều có cao thủ chân tiên dẫn đầu dưới tay có ba bốn đại nhân vật hư tiên phía dưới còn có rất nhiều cao thủ hỗn động cảnh giới vương cảnh liên hợp lại nếu như không phải thân thể hắn rắn chắc toàn thân do thiên tinh thạch ngưng luyện hóa thành tinh thạch chỉ sợ thân thể cũng bị đánh vỡ khó có thể khôi phục được nhưng mà sau khi hắn ngừng lại thân thể hơi nhoáng lên liền khôi phục tất cả nguyên khí, vô lượng, bà sa, huyền linh, thánh quang, đạo đức, năm đại thế giới các ngươi tới huyền hoàng đại thế giới ta cướp đoạt khí vận, giả tâm lan sói, cho rằng huyền hoàng đại thế giới ta thật không có nhân vật nào có thể khắc chế được các ngươi sao. Trong lúc nói chuyện bàn tay hắn chấn động, điều động khoảng chừng 10 đạo đại tiên thuật banh kích ra, một lần nữa công kích tới. Ai vậy? Một kích vừa rồi chúng ta liên thủ đã vận dụng pháp bảo, cho dù thiên tiên cũng bị đánh nát bấy. Mà hắn chỉ khẽ rung lên liền đã khôi phục lại, chẳng lẽ là thần tiên? Nhân hoàng bút Đây là nhân hoàng bút Tiên khí của tam hoàng trong huyền hoàng đại thế giới Đã từng có phẩm chất cực cao Chúng ta không thể giữ lại lực lượng nữa Không tiếc giá nào cũng phải trấn áp hắn Năm đại chân tiên tại thời khắc này cư nhiên đều đoàn kết đồng lòng Phanh, lực lượng trên người đám chân tiên này bắt đầu nổ mạnh, đám người đều đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Nhân hoàng bút thật là lợi hại. Phương Hàng trông thấy nhân hoàng bút xuất thủ, trong lòng cũng rung động không thôi, đã biết cái gì gọi là đại nhân vật, tùy tiện phất tay đã bắn ra năm đạo đại tiên thuật, lại vung tay lên chính là 10 đạo đại tiên thuật, điểm này hắn căn bản không làm được. Hiện tại tuy hắn đã có vài loại tiên thuật như quỷ phủ thần công, đại tiên thuật, thủ hộ chi quan thánh tế đại tiên thuật, tinh đào hối minh đại tiên thuật, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ra hai loại, hơn nữa lại vô cùng gian nan, căn bản không có huy sái tự nhiên như nhân hoàng bút. Áp lực thật lớn, chúng ta cũng xuất thủ thôi. Phương Hàng cũng không có do dự, hiện tại thoáng cá nhân hoàng bút xuất thủ, không thể bảo vệ được hắn, mà hắn cũng cảm giác được có một cổ ý chí trong rất nhiều nguyên khí hỗn loạn đang thẩm thấu tiến nhập vào thân thể mình muốn phá vỡ linh hồn mình. Hiện tại hắn đã tu luyện tới hỗn động cảnh, thế nhưng lúc này cũng khó có thể tự bảo vệ. Hiện tại là năm đại thế giới liên minh, hơn 10 cao thủ hư tiên, năm đại chân tiên, nhân hoàng bút, cùng tâm ma lão nhân đều là những tuyệt thế cường giả, tạo thành cơn lốc cự đại có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt nhân hoàng bút rời đi, vô số áp lực tạo thành băng diệt, quanh thân phương hàng bị đại lực trói buộc, hộ thân cương khí thoáng cái bị phát vỡ, thân thể cũng có dấu vết bị phá vỡ. Hiện tại hắn đã vô cùng cường đại rồi, thế nhưng vẫn bị đánh cho tả tới, từ đó có thể thấy được nguyên khí ba động kịch liệt cỡ nào. Xoạch! Thiếu chút nữa thì hắn bị đè bẹp giống như con cóc. Hồng hoang tổ long, nhân bảo hợp nhất, biến hóa vô tận, long lực vạn long. Lúc này Phương Hàng cũng trở nên lớn mật, trực tiếp biến thành thân thể hồng hoang tổ long, trong cơ thể có lực lượng của hư tiên huyền vô cô không ngừng rót tới. Một đầu hồng hoang tổ long dài đến 10 vạn trượng hiện ra trong dòng xoáy nguyên khí, trong đại quân vô tận thiên ma. Đầu hồng hoang tổ long này không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với trước kia, thậm chí tất cả mọi người đều có thể thấy, từng khối lân phiến lớn cỡ vài mẫu trên người hồng hoang tổ long, toàn bộ đều là phù văn già nua đến từ Thái Cổ. Chúng thần tháp của tề chân quân bị bắt bộ phù đồ thôn phệ, còn có pháp tắc thế giới của hỗn động thần tiên trà thụ tích xúc, lực lượng hùng hậu không thể tưởng tượng, tuy còn chưa đột phá tới tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng diễn hóa ra hồng hoang tổ long càng thêm rõ ràng, càng thêm hữu thần, lực lượng càng thêm mênh mông. Hồng hoang tổ long dài 10 vạn trượng, long giác xanh biếc, tại mi tâm xuất hiện văn tự giống như thiên thư thượng cổ, là một chữ tổ, chữ tổ này mang theo khí tức ngọn ngùi của thế giới, mẹ của vạn vật. Còn nữa, phía trên long trảo cũng có phù văn, mỗi một cái móng đều có màu đen kịch, chắc chắn, thậm chí mang theo màu vàng thẫm sáng bóng, bên trong còn có một số tư vị của tàn phiến tạo hóa thần khí. Long châu chí tôn xoay tròn trong miệng hồng hoang tổ long, sinh ra trăm ngàn hắc động cùng bạch động. Hơi khẽ chấn động, nguyên khí thời không hỗn loạn đều trở lại bình thường. Phốt Hồng hoang tổ long há miệng phun ra một cổ long tức tràn ngập không trung, thiên ma bốn phía, kể cả một số ma thần cường đại, trên người đều xuất hiện lân phiến, trên đầu xuất hiện sừng dài, cả người bắt đầu long hóa, sau đó chấn động, biến thành từng đầu long nguyên khí tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Sau khi luyện chế thành công bát bộ phù đồ lại có một số công năng giống như độ hóa, nhưng mà càng thêm bá đạo hơn, vạn vật hóa long, độ hóa toàn bộ vạn vật trong thiên hạ trở thành chân long. Tốt, tốt, tốt. Vô số thiên ma đã bị độ hóa tiến vào trong bát bộ phù đồ, một đạo nhân, long đạo nhân, các cao thủ trong thấy vô số thiên ma bị độ hóa, trong lòng đều hoan hỷ, lập tức vận chuyển tấm chế, thu xếp đám thiên ma. 10 vạn đầu, 30 vạn đầu, 100 vạn đầu, 5 ngàn vạn, 9 ngàn vạn. Tại giờ khắc này, hư tiên huyền vô cô, cô vinh chân quân cũng đã tính toán chính xác được đám thiên ma bị long hóa, chưa tới nháy mắt đã độ hóa được 9 ngàn vạn đầu thiên ma trong đó có không biết bao nhiêu ma thần cường đại, còn có mấy vạn ma vương, ma vương cấp bậc kim đan có khoảng chừng 5-6 ngàn. Cứ như vậy độ hóa, không tới bao lâu, trong bát bộ phù đồ lại khôi phục khí thế rầm rộ như lúc trước, 40 tỷ thiên ma. Tâm ma lão tiền bối, ta tới trợ giúp ngươi thu nguyện vọng quả thực. Sau khi phương hàng hóa thành hồng hoang tổ long, phun ra nguyên khí, độ hóa thiên ma đồng thời một lần nữa hung hăng bổ ra long trảo cả long thân dựng thẳng, giống như con người, hai long trảo bắt lấy một cây đại phủ cự đại, cái bố này cư nhiên là do quỷ phủ thần công đại tiên thuật ngưng kết mà thành, quan huy trên mặt nhộn nhạo chấn động, vô số quan huy thần thánh bồng mình tản mát ra rung động trực tiếp bổ về phía phong ấn thiên địa ma môn. Rắc, rắc. Đại phủ phách thiên, phong ấn trên thiên địa ma môn trực tiếp bị bổ phá, áp lực giảm bớt, phía trên thiên địa ma môn một lần nữa xuất hiện bóng dáng tâm ma lão nhân, hắn phát ra thanh âm, tốt, 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 Phương Hàng, không ngờ lại là ngươi, không thể tưởng được, ngươi ở phía sau trợ giúp ta một lần, xem ra trước kia cũng không ủng công ta trợ giúp ngươi. Hơn nữa thành tựu của ngươi lại cao như thế, còn thiếu chút nữa là trở thành hư tiên, nhưng mà ngươi tích xúc quá mức hùng hậu, thành tựu mặc dù cao, thế nhưng tiên giới lôi phạt chỉ sợ còn lợi hại hơn nhiều so với thần tộc. Khó có thể vượt qua, khi ngươi độ lôi kiếp, ta sẽ tới giúp ngươi. Nguyện vọng quả thực này ta vốn chỉ muốn mượn để ta tiến thêm một bước ngưng luyện thành thân thể thánh ma. Đến lúc đó ta cũng sẽ trợ giúp ngươi luyện chế bác bộ phù đồ. Bác bộ phù đồ của ngươi phải đem tới trong phần mộ của rồng ngưng luyện mới có thể chính thức biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Lúc đó sẽ sinh ra thiên địa dị tượng, rất nhiều kiếp số, rất nhiều long tộc sẽ tới cướp đoạt, tình cảnh đó thật hung hiểm. Nguyện vọng quả thực này vừa vặn dung hợp cùng long châu chí tôn của ngươi, trở thành một kiện chí bảo vô địch nguyên bản tâm ma lão nhân bị năm đại chân tiên trấn áp hiện tại nhân hoàng bút xuất thủ khiến cho năm đại chân tiên hơn 10 hư tiên phân thân mà phương hàng cũng xuất thủ thoáng cái thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật chém phá phong ấn khiến cho hắn chính thức thoát được ra thoáng cái tâm ma lão nhân rất hào phóng đồng ý cho phương hàng rất nhiều chỗ tốt hơn nữa phương hàng chỉ cảm thấy tâm linh mình truyền tới một cổ ba động sâu trong thâm linh xuất hiện một đạo pháp quyết huyền ảo lưu chuyển, tự nhiên động kết lại thành một bản ma kinh, trên đó viết ma văn, nguyên thủy tâm ma kinh. Bản ma kinh này cũng không phải kinh thư chân thể, mà là một môn thần thông ngưng kết mà thành, giống như đại tinh thần thuật tu tới cực điểm ngưng kết thành một quyển chúng tinh vô cực thư. Đại tâm ma thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành sẽ đem tâm ma của bản thân ngưng tụ thành một quyển nguyên thủy tâm ma kinh, ma tại thời đại thái cổ chính là thứ đối lập với tiên ma công không hề thua kém tiên thuật. Đương nhiên vạn đều có một nguồn, tiên ma đều ở trong ba nghìn đại đạo. Hiện tại ta sẽ đem đại tâm ma thuật truyền thụ cho ngươi, hơn nữa ngưng tụ ma thư cho ngươi, từ nay về sau ngươi vận chuyển ma kinh sẽ liên tục không ngừng hấp thu tâm ma của ngươi, khiến cho tu vi bản thân càng thêm cô động, trong suốt, nhận thức pháp tắc bổn nguyên, thế giới bổn nguyên, thiên địa bổn nguyên, vũ trụ bổn nguyên. Thanh âm của tâm ma lão nhân một lần nữa truyền lại, rất nhiều ma môn huyền bí đều lưu chuyển trong tâm linh của Phương Hàn. Trong một sát na hắn đã hiểu được rất nhiều điều huyền bí của ma môn, thậm chí hiểu ra kết cấu của thiên ma, ý nghĩ của hắn khẽ động, thậm chí có thể tạo ra thiên ma trong hư vô giống như thần tộc. Thiên ma vốn chính là do thần tộc tạo ra. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn được tâm ma lão nhân truyền thụ ngưng luyện thành nguyên thủy tâm ma kinh, tuy nhiên lúc này lĩnh ngộ năng lực tạo ra thiên ma nhưng mà tuy hắn có thể lĩnh ngộ năng lực chế tạo thiên ma của thần tộc, nhưng mà bản thân lại không đủ để tạo ra thiên ma, dường như thiếu một loại nguyên khí trong hư không. Đương nhiên tạo ra thiên ma là chuyện nhỏ, cục diện trước mắt không có thời gian để chế tạo thiên ma, nhưng mà hắn khẽ vận chuyển nguyên thủy tâm ma kinh, cũng cảm giác được các loại tâm tình, thiện, ác, hỷ, nộ, ai, quán. Của bản thân đều bị hút vào trong đó, tâm linh toàn thân bắt đầu được tinh lọc, tất cả tâm ma thiện ác đều thoát ly khỏi tâm linh, tiến vào trong ma kinh. Tại thời khắc này, tất cả tâm tình của bản thân đều hoàn toàn thoát ly, cả người xuất hiện khí tức không thuộc về mình, cũng không phải quỷ, không phải thần, lại càng không phải tiên, cũng không phải Phật, mà là một loại tồn tại cùng với thiên đạo, chặt chẽ kết hợp với nguyên khí bốn phía, bản thân cơ hồ là trời, lại dường như là đất. Nguyên bản khí tức của hồng hoang tổ long vô cùng hào hùng, long uy ngập trời, thế nhưng hiện tại khí tức bỗng nhiên biến đổi, thêm một phần huyền ảo âm u, cao cao tại thượng, vận chuyển tự nhiên như đạo tại hư không, phi du tự tại, vĩnh hằng không dứt. Đại La Đại La Đột nhiên lúc này Phương Hàng tự hồ như tiếp xúc tới một cảnh giới thần bí, tuy xa không thể với, nhưng lại nhìn thấy trong miệng hồng hoang tổ long phun ra hai chữ, liên tục quay cuồng, khí tức đột tiến, trạng thái tinh thần toàn thân ở trên đỉnh cao. Đại tâm ma thuộc điều khiển tâm ma. Bản thân con người luôn bị tâm ma quấn quanh, tinh thần không thể tập trung, tiềm lực của bản thân không thể phát huy tới mức lớn nhất. Thế nhưng đại tâm ma thuộc hóa thành nguyên thủy tâm ma kinh hấp thu tâm ma bản thân, tinh hoa của tâm linh lại có tiềm lực tăng lên vô hạn, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái đỉnh phong. Hoành. Một bố quét ngang, phương hàng một lần nữa bổ về phía thiên không chi thành lúc này hắn đang tập trung tới một vị hư tiên của thánh quan đại thế giới đang ngăn cản nhân hoàng bút đánh tới một khe hở của thiên không chi thành. Hiện tại mục đích của hắn đã rõ ràng, chính là muốn chiếm một món lời nhỏ, có thể độ hóa được mấy cao thủ này, sau đó toàn thân thoát ra. Chủ nhân, lão già râu bạc hư tiên kia tên là Vũ Văn Kỳ, là lão tổ tông của Vũ Văn Thế Gia tại thánh quan đại thế giới, cũng giống như ta, có địa vị cực cao, vũ văn thế gia cùng huyền gia ta có cựu địch đời đời kiếp kiếp chủ nhân có thể bắt lấy tên vũ văn ki này trấn áp rồi độ hóa thanh âm của huyền vô cô ở trong bát bộ phù đồ vọng ra đương nhiên phương hàng nhắm vào đúng vị hư tiên vũ văn ki của thánh Quang đại thế giới vũ văn ki này là một lão giả bộ râu tuyết trắng thế nhưng da mặt lại như hài nhi hai tay trống không nhưng khí thế đủ có thể chống trời làm bá chủ một phương tuyệt đại hư tiên nhất là một đạo huyết khí trên đỉnh đầu hắn động kết lại thành một bức địa đồ họa có vạn thú rít gào, tiện tay tung ra một quyền. Phương Hàn cũng cảm giác được chính mình dường như rơi vào trong thời đại hồng hoang, ăn lông ở lỗ trong bầy thú, một mình chờ đợi vận mệnh bị phanh thay. Hắn quyết định phải chờ đợi thời cơ đánh lén trấn áp Vũ Văn Kỳ, nếu như thành công hóa uy lực sẽ tăng lên không ít. Hiện tại bên trong bát bộ phù đồ chỉ có hai vị hư tiên trong cửu U Chi Địa bây giờ đang diễn ra một hồi hỗn chiến có một không hai. Vô số cao thủ chém giết lẫn nhau, vô số thiên ma được triệu hoán tới. Vô số pháp bảo va chạm lẫn nhau, đánh cho bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới cũng phải rung động. Loại chiến đấu mãnh liệt này ảnh hưởng tới vô số không gian, thậm chí còn có một số quỷ thần cường đại không dám ra ngoài. Tràng diện chiến đấu này, cho dù thiên tiên cũng có thể bị giết cho nên đám quỷ thần cường đại nào dám ra để chịu chết. Tâm ma lão nhân, nhân hoàng bút, hai đại cao thủ đánh ra trọn vẹn hơn 10 đạo tiên thuật công kích thiên không chi thành, mà tinh anh liên minh của năm đại thế giới cũng không cam chịu yếu thế, triển khai phản kích, đều tự tung ra rất nhiều pháp bảo của mình, có cao thủ thậm chí bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ, tế tự pháp bảo, sinh linh ở thế giới trong cơ thể. Thoáng cái, có thể nói là thi triển toàn bộ lực lượng năm đại thế giới liên minh, không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm được thượng phong, từng vòng từng vòng ánh sáng thánh quang bắn ra, không ngờ tạo thành quan tráo rộng chừng 3.000 vạn dặm phòng ngừa tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút chạy thoát. Điều này khiến tâm ma lão nhân thậm chí không cách nào triệu hồi ma thần cường đại từ vực ngoại ma cảnh tới tác chiến. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ tạo ra chiến trường thái cổ. Vây hãm toàn bộ nhân hoàng bút, tâm ma lão nhân, còn có tiểu tử hóa thân thành hồng hoang tổ long kia, khiến cho bọn chúng không thể trốn. Hư tiên vũ văn kỳ trông thấy phương hàng hóa thân thành hồng hoang tổ long, đại phủ chém về phía mình, trong nháy mắt hắn tập trung lực lượng đánh ra một quyền, bức họa vạn thú mênh mông cuộn tròn hướng tới đại phủ, đồng thời ý niệm của hắn câu thông với tất cả đám người liên minh. Hư tiên, mỗi kẻ cũng không phải là kẻ thiện lương gì, đều là hùng phách thiên địa, khí thông tinh cầu, vũ văn Kỳ là lão tổ tông của văn gia tộc văn gia tộc tại thánh quan đại thế giới càng thêm túc trí đa mưu giống như lão hồ ly đúng chiến trường thái cổ năm đại chân tiên đồng thời gật đầu đều tự cuồng bạo thân thể bành trướng trên đỉnh đầu mỗi người đều hiện lên một kiện bổn mạng pháp bảo đều là tuyệt phẩm đạo khí cao thủ giới vương cảnh đã có thể luyện chế được tuyệt phẩm đạo khí huống chi là trường sinh thập trọng chân tiên những tuyệt phẩm đạo khí này cư nhiên bắt đầu tổ hợp, đánh ra từng đạo tiên thuật, trong quan tráo phạm vi 3.000 vạn đột nhiên thu nhỏ lại, cư nhiên chỉ còn lớn cỡ trăm vạn dặm, nguyên khí bên trong bị áp suất tạo thành hệ tinh bích chắc chắn. Mỗi một tất nguyên khí còn muốn chắc hơn cả kim cương, nhân vật cảnh giới trường sinh bí cảnh bình thường cũng không thể qua lại như con thoi qua tầng nguyên khí như kim cương này. Thậm chí còn không thể động đậy. Nguyên bản trong chiến trường còn có rất nhiều ma thần được triệu hoán đến, thế nhưng thoáng cái bị đè ép khiến cho đám ma thần đều băng hội, phát tắc trong thân thể cũng bắt đầu nổ mạnh. Nhưng mà đám ma thần bị vỡ tan đều được long tức của phương hàng vây lấy, đều hóa trồng bay vào trong bát bộ phù đồ. Cuối cùng đám ma thần nát bấy kia chỉ còn lại hai đầu ma thần, một kẻ có bốn đầu tám tay, được xưng là cử thế ma thần, ma thần giới vương cảnh, còn có một kẻ là ma thần giới vương cảnh cưỡi cốt long tay cầm bạch cốt trường mâu đang cố gắng cầm cự. Thế nhưng hai đầu ma thần này đều bị Phương Hàng thừa cơ cuốn lấy, cưỡng chế đưa vào trong bát bộ phù đồ, sau đó bị trấn áp, bọn người khô vinh chân quân, huyền vô cô hơi độ hóa liền biến thành ma thần thủ hộ trong bát bộ phù đồ. Trở thành người hầu trung thành của Phương Hàng. Độ hóa hai đầu ma thần giới vương cảnh cường đại này, thực lực của Phương Hàng một lần nữa gia tăng, long trảo xé trời, đại phủ khai sơn mãnh liệt đánh về phía Vũ Văn Ki Sắc mặt Vũ Văn Ki phát lạnh, trong một sát na hắn cảm thấy rất nhiều đồng bạn bên người tách ra, bản thân giống như bị cô lập, khí thế hoàn toàn bị Phương Hàng chấn nhiếp, trong tâm linh diễn sinh ra ma đầu. Phương Hàng đã học xong đại tâm ma thuật, đã có năng lực thao túng tâm ma. Một quyền một trảo một bố bổ ra, đều mang theo lực lượng dẫn phát tâm ma của địch nhân. May mắn là cảnh giới của Vũ Văn Kỳ còn cao hơn hắn một bậc, nếu không cho dù cảnh giới đồng dạng, chỉ mấy chiêu này khiến tâm ma bị dẫn phát, hắn cũng sẽ trực tiếp bị giam cầm. Hoàng Phủ Vân, một giả đao. Mau giúp ta. Thoáng cái liều mạng với Phương Hàng, Vũ Văn kia liền cảm thấy chân khí toàn thân tán loạn, vô cùng nguy hiểm, có mấy lần suýt nữa bị Phương Hàng công phá phòng tuyến, thu vào trong Long Châu. Hắn lập tức hô gọi hai người đều là hư tiên ở bên cạnh. Hai đại hư tiên bên cạnh hắn đều là người của Thánh Quang Đại Thế Giới, là lão tổ tông thế gia cực kỳ cường thịnh, giống như huyền vô cô, lần này tới huyền hoàng đại thế giới đoạt bảo, cướp đoạt vận khí, vốn tưởng rằng dễ dàng tới tay, chỉ sợ là sợ người cùng phe tranh giành ai ngờ trước sau bị tâm ma lão nhân, nhân hoàng bút, phương hàng ám toán. Sắc mặt của hai đại hư tiên cao thủ này rất phẫn nộ, há miệng phun ra một cổ nguyên khí hóa thành tiên trưởng công kích hồng hoang tổ long. Ba đại hư tiên liên hợp, vì thế lập tức bao phủ lấy phương hàng, không ngờ muốn kéo cả phương hàng từ trên không trung xuống cao thủ của thánh quan đại thế giới đều đánh ra thánh quan muốn bao vây phương hàn hoàn toàn phong ấn chư vị người này chính là phương hàn đã giết chết tam hoàng tử của thánh quan đế quốc chúng ta trên người của hắn có vô số bảo bối phong ấn hắn thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều đám cao thủ của thánh quan đại thế giới đều điên cuồng hét lên chủ nhân cẩn thận đó là hoàng phủ vân một giả đao đều là người của các thế gia cường đại trong thánh quan đại thế giới ta. Nhất là một giả gia tộc, có cả truyền thừa của tiên giới, một giả đao đã bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, vô thường thế giới, cho nên mới có thể trong mấy ngàn năm bước chân vào chi cảnh chân tiên. Huyền Vô Cô cũng cảm thấy áp lực đang gia tăng từ bốn phía, vô tận thánh quan anh kích tới, thân thể phương hàng lắc lư, hình thể hồng hoang tổ long tự hồ muốn sụp đổ. Hoang long liệt giới phương hàng tại trong công kích, đối mặt với nguy hiểm, không biết thi triển ra loại pháp môn gì, thân thể hồng hoang tổ long dài đến 10 vạn trượng cư nhiên thu nhỏ lại trăm ngàn lần biến thành một đầu tiểu long, khiến cho rất nhiều công kích thất bại, thân thể của hắn khẽ động, buông xuống thiên không chi thành, rơi vào đám đông. Lực lượng ngưng tụ với mật độ cao như vậy khiến cho từng tòa cung điện ở chính giữa thiên không chi thành bắt đầu sụp đổ, biến thành từng đầu rồng chi vào trong cơ thể phương hàng. Thiên không chi thành này còn lớn hơn cả Quy Tàng Đại Lục, ngày đó phương hàng buông xuống Quy Tàng Đại Lục khiến cho đại lục vỡ tan, nguyên khí khắp nơi hóa thành long hình, thu vào trong cơ thể, hiện tại lực lượng so với ngày đó còn lớn hơn nhiều, buông xuống thiên không chi thành cũng giống như vậy. Nguyên bản thiên không chi thành là tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp, không có khả năng bị tan rã, thế nhưng lúc trước bị trúng một kích của Nhân Hoàng bút, lại bị tâm ma lão nhân mãnh liệt đánh đã bị tổn hại không cách nào chữa trị bị phương hàng buông xuống tài liệu ở bên ngoài một số cung điện cường đại bắt đầu bị long hóa dung nhập vào trong bát bộ phù đồ đông 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 phương hàng tránh né công kích buông xuống thiên không chi thành lực lượng áp suất mỗi một bước đều khiến mặt đất nứt toát ra tài liệu tinh thạch đều bay lên bị long hóa dung nhập vào bên trong thân thể sau khi đi được ba bước trên long thân của phương hàng cư nhiên xuất hiện từng trùng hỏa diễm trong những trùng hỏa diễm này hiện ra hàng tỷ gương mặt rồng đang thống khổ giải dụ, tự hồ như đám rồng này đang bị thiêu đốt vậy. Long chi địa ngục, phù đồ long hỏa. Ba đại hư tiên cao thủ thánh quan đại thế giới, rất nhiều cường giả hỗn động cảnh, giới vương cảnh đều giật mình hoảng sợ khi nhìn thoáng qua hỏa diễm xuất hiện trên cơ thể phương hàng. Trong truyền thuyết, bắt bộ phù đồ là cõi về của các linh hồn long tộc, cũng là địa ngục của long tộc trong địa ngục này có phù đồ long hỏa có thể nung chảy bát phương. Hiện tại trên thân thể phương hàng xuất hiện phù đồ long hỏa từng đợt từng đợt liên miên không dứt, thậm chí thánh quan bao vây quanh thân thể hắn cũng bị thiêu đốt. Mấy cao thủ giới vương cảnh phát ra thánh quan, đại quan mang thuật quấn quanh bao vây hắn chưa kịp chặt đứt hào quang, lúc này đều bị phù đồ long hỏa thiêu đốt, toàn thân phát ra tiếng kêu thê lượng, giống như ở trong địa ngục, toàn thân bị bao vây trong thế giới hỏa diễm vài cao thủ giới vương cảnh lập tức hét thảm lên. Kiệt lực muốn khu trừ phù đồ long hỏa, thế nhưng vô ích, căn bản không có khu trừ được, hơn nữa phù đồ long hỏa này còn tỏa ra ngoài, nhiễm lên các cao thủ khác. Không tốt. Ba đại hư tiên của thánh quan đại thế giới trông thấy phương hàng cư nhiên sát nhập vào trong, quanh thân thiêu đốt phù đồ long hỏa hừng hực, một lần nữa điên cuồng hét lên, liên thủ đột nhiên thúc giục một môn tiên thuật, chung quanh đều biến thành thủy khí, tư nhiên tạm thời áp chế phù đồ long hỏa, đồng thời cứu trở về vài cao thủ giới vương cảnh. Hoang Long Thôn Nhật, Hoang Long Thổ Nguyệt Hiện tại phương hàng từ một đầu hồng hoang tổ long cao lớn biến thành hình thể nhỏ như con người, thế nhưng lực lượng đủ có thể hủy diệt vài tinh cầu, lực lượng của trảo chỉ cần thể động có thể xé rách vô số hư không. Bản thể của hắn còn thi triển ra một loại vũ kỹ huyền ảo, là trí nhớ của tổ long được truyền thừa từ thời từ hồng hoang tả trảo rung lên đánh ra một đoàn quang mang như mặt trời áp súc, trừng rực chó sáng, mà hữu trảo lại quét ngang đánh ra một đoàn quang mang giống như mặt trăng, vô cùng lạnh lẽo, âm dương tuần hoàng, là võ học cao nhất của long tộc. Rầm 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 rầm. Lập tức có một số cao thủ giới vương cảnh, hỗn động cảnh bị xét nứt khi móng vuốt này bổ tới, huyết nhục toàn thân rung rẩy trong trảo, sau đó đều bốc hơi, chỉ còn lại thế giới bổn nguyên, hỗn động cự đại, phiêu phù khắp nơi trong không trung, sau đó bị long tức dính lên liền biến thành long chui vào trong long châu chí tôm. Hiện tại phương hàng có thể nói là sát thần thái cổ, buông xuống nhân gian, cao thủ giới vương cảnh căn bản không thể ngăn cản nổi một trảo của hắn. khi hắn còn là giới vương cảnh cũng đã có thể chống lại hư tiên. hiện tại bản thân chính là cao thủ hỗn động cảnh, một trảo bổ xuống, cao thủ cùng cảnh giới cơ hồ phải chết. loại uy lực này đã siêu việt hơn tư duy của tu sĩ nhân gian. Có thể nói loại trạng thái như Phương Hàng đã siêu việt quá mức, thậm chí có thể chống lại chân tiên, cho dù Thái Hoàng Thiên cũng chỉ sợ chỉ ngang tay. Hổ vào bầy dê, hoàn toàn là một đầu hổ vương xông vào đám cừu non ngoan ngoãn, thân thể hồng hoang tổ long cao hơn đầu người một chút lập lòe, một trảo xé trời, tuyệt phẩm đạo khí bình thường cũng bị xé rách. Phanh Lại có một cao thủ giới vương cảnh bị xé nứt. Pháp tắc dung nhập vào trong bát bộ phù đồ giết. Thời điểm lúc Phương Hàng giết chết ba người, ba hư tiên Vũ Văn Kỳ, một giả đao, Hoàng Phủ Vân hóa thành ba đạo nhân ảnh hung hăng công kích tới vùng nghịch lân bảy tấc của Phương Hàng. Lực lượng của ba đại hư tiên hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm, đồng thời đánh lén, chân tiên cũng bị trọng thương bởi một đòn này. Trống Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàng phát ra tiếng trống lớn. Vũ văn gia của Thánh Quang Đế Quốc, Hoàng Phủ Gia, một giả gia, tổ tông của ba đại gia tộc cư nhiên đồng thời đánh lén Phương hàng, đều tự tin thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu. Trên bàn tay ba lão tổ tông này phát ra pháp tắc hủy diệt, ăn mòn, hỗn loạn, chuyên môn công kích vào điểm yếu, nghịch lân của Hồng Hoang Tổ Long. Phanh Hồng Hoang Tổ Long do hóa thân Phương hàng thành bị đánh trúng nghịch lân, toàn thân lay động. Cả thân thể lại biến thành hình người Thoát ly khỏi trạng thái nhân bảo hợp nhất Cơ hội tốt ba đại lão tổ tông vui mừng quá đổi, biết mình đã đánh lén thành công. Mặc dù nói ba đại hư tiên đối phó với một người, còn dùng phương thức đánh lén nữa, nếu truyền ra ngoài quả thật là dọa người, nhưng mà cứ giết chết phương hàng rồi tính tiếp, bác bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, các loại tuyệt phẩm đạo khí đều có sức hấp dẫn phi thường lớn đối với bọn họ. Đánh tan trạng thái nhân bảo hợp nhất của hắn, hắn không không thể hóa thân thành hồng hoang tổ long, thực lực sẽ giảm hẳn. Đúng vậy, phong ấn trấn áp, giết hắn, đem pháp lực dung nhập vào trong thế giới của hắn. Phá pháp tắc trong thế giới của hắn, tuy hắn đã tu luyện đến hỗn động bí cảnh, thế nhưng thế giới của hắn lại không thể so với đám hư tiên chúng ta. Ba lão tổ tông chúng ta mà không giết được tên tiểu bối này, nếu để truyền ra ngoài thể diện đều mất hết. Ba người hợp nhất, không quản bác bộ phù đồ, thi triển ra đại chiêu nhiếp không, trực tiếp chế trụ thế giới trong cơ thể hắn phá hỗn động phát tắc của hắn. Tốt, diệt. Thánh vương nhiếp không. Ba đại cao thủ vừa đánh lén thành công, cũng không ngừng tay, trên mặt hiện ra tà quan, hung quan, độc quan, đồng thời thúc giục lực lượng, đột nhiên không ngờ không thèm quan tâm tới phòng hộ của bác bộ phù đồ, trực tiếp hướng tới thế giới trong cơ thể phương hàng, đem lực lượng có tính phá hoại dung nhập vào trong thế giới của hắn, muốn banh phá thế giới của hắn thế nhưng lực lượng của ba đại lão tổ tông này vừa mới tiến vào thế giới của phương hàn sắc mặt bọn chúng lập tức thay đổi cảm ứng thông qua pháp lực trong đầu bọn họ lập tức xuất hiện bộ dáng thế giới trong cơ thể phương hàn chỉ thấy tất cả nguyên khí lộ ra kết cấu chặt chẽ vô số cổ thụ che trời mọc lên trong đó núi cao sông lớn mật độ của nước ở trong đó còn nặng gấp trăm lần thủy ngân tốc độ bay của một con ong con mũi trong đó đều đạt tới tình trạng khủng bố gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh thậm chí nước sông lưu chuyển, thác nước bào mòn cũng hoàn toàn siêu việt hơn vận tốc âm thanh. Cho dù tốc độ bò của một con ốc sên, một con rùa cũng có thể so với chim bay. Sinh mệnh lực của mỗi một ngọn cây trong đó đều tự hồ như đạt tới trình độ của yêu một thần thông bát cửu trọng. Một hồi gió nhẹ thổi qua, khí lưu cường đại tự hồ tạp thành long quyển cự đại, cơn lốc này thậm còn xuất hiện một vị phong cự linh thái cổ, còn có loại hắc động loại nhỏ nữa một đám mây biến thành mưa rơi xuống mặt đất, lực lượng của hạt mưa hoàn toàn siêu việt hơn vận tốc âm thanh, hơn nữa mỗi một giọt mưa đều tương đương với công kích của phi kiếm cấp bậc bảo khí. Khắp nơi trong thế giới này tràn đầy lực. Cho dù con thỏ bình thường nhất nếu ở bên ngoài cũng tương đương với một đầu cự long. Ở chỗ sâu trong thế giới này, hiện ra một cái hồ lô hạt giống pháp tắc thế giới, trên mặt hồ lô này có từng mảng hoa văn, quy giáp, đã trải qua tan thương cùng thế giới, được trải qua lễ rửa tội của tự nhiên tạo hóa, mãi mãi trường tồn. Hồ lô kia thông thả vận chuyển, trực tiếp đã thông tiên giới, vô số nguyên khí tiên giới trạng thái dịch rót vào, biến thành lực lượng vận chuyển thế giới này. Lực lượng của ba đại cao thủ hư tiên tiến nhập vào trong đó muốn hủy diệt thế giới này, thế nhưng còn chưa tới trước mặt hạt giống pháp tắc thế giới đã bị thế giới chi lực đánh vỡ không ra hình dạng. Hơn nữa ý chí của ba đại hư tiên dung nhập vào trong đó đều triệt để bị hòa tan. Ba đại lão tổ tông đều khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy lên, nhất là trong mắt Vũ Văn Kỳ thiếu chút nữa bắn ra khỏi hốc mắt, hắn điên cuồng hét lên, đây là cái loại quái thai gì? Tại sao có thế giới cường đại như vậy tồn tại trong cơ thể, cho dù chúng ta vượt qua tiên giới lôi phạt, thiên tân vạn khổ, thế giới trong cơ thể cũng không thể nào sánh bằng hắn trên người tu sĩ không có khả năng có thế giới cường đại như vậy tồn tại trong cơ thể. Ta nhất khoát không tin, đây cũng không phải là người, không phải là quỷ, không phải là thần nữa. Đã siêu việt hơn nhân quỷ thần trong thiên địa rồi. Đây rốt cuộc là loại tu sĩ gì, hắn là thái cổ đại năng chuyển thế sao? Thái cổ đại năng chuyển thế trong cơ thể mới có thế giới cường đại như thế. Không, ta lại không có phát hiện thấy bất cứ khí tức đai năng gì trên người hắn, mau lui. Hư tiên của năm đại thế giới liên hợp cùng nhau trấn áp hắn. Năm đại chân tiên đã tung ra pháp tắc ngăn cản nhân hoàng bút cùng tâm ba lão nhân, chúng ta cùng nhau xuất thủ giết chết kẻ này. Lúc một kích của ba đại lão tổ tông thất bại, bị thế giới trong cơ thể Phương Hàng làm cho rung động, chuẩn bị lùi lại phía sau, Phương Hàng đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm to, muốn lại biến thành trạng thái nhân bảo hợp nhất, hơn nữa còn mật thiết hơn nhiều so với vừa rồi bộ vị nghịch lân điểm yếu nhất của hồng hoang tổ long cũng đã biến mất, lại chuyển thành từng đạo hoa văn, giống như một loại phù văn giáp cốt, chính thức đạt tới trạng thái hoàng mỹ không tì vết, không có sơ hở. Ba đại hư tiên dám đánh lén ta. Đáng tiếc thần thông của ta đã mạnh lên rất nhiều. Vô lượng hàng xa Dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, tuyệt phẩm đạo khí hóa thành chân long. Khí thế của phương hàng lại gia tăng, một cổ tinh thần chi sa đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể hắn, vô lượng vô hình, tự hồ như một dòng sông vĩnh hằng quay chung quanh thân thể, trong dòng sông vĩnh hằng, từng viên hàng sa đều sáng rực. Kiện tuyệt phẩm đạo khí này hính là tề chân quân thu thập hàng sa tại vô lượng đại thế giới, qua vô số thời đại mới luyện chế thành, phương hàng lại chưa có cơ hội luyện hóa, hiện tại liền nắm lấy cơ hội này, một lần nữa, long hóa, kiện pháp bảo này, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, nhờ vào lực lượng luyện chế pháp bảo tăng lên uy lực đại triển thần uy vô lượng hàng sa thoáng xuất hiện đột nhiên bạo phát ra bên ngoài lập tức chiến trường thái cổ hư cấu này dường như xuất hiện trăm triệu hàng tinh chiếu rọi khắp nơi sau đó trăm triệu hàng tinh đột nhiên nổ bung khí lãng khổng lồ tự hồ muốn đánh xuyên qua hệ tinh bích của chiến trường thái cổ chiến trường thái cổ này là năm đại chân tiên đem bổn mạng tuyệt phẩm đạo khí của mình cùng bổn mạng nguyên linh dung hợp cấu thành chiến trường phòng ngừa tâm ma lão nhân nhân hoàng bút đào tẩu cho dù phương hàng có lợi hại hơn cũng không thể phá tan hệ tinh bích này rồi thoát ra ngoài thế nhưng bản ý của hắn cũng không phải muốn chạy trốn nhân hoàng bút tự nhiên có thể vượt qua được hệ tinh bích của chiến trường thái cổ hiện tại mục đích của hắn chính là chiếm chút tiện nghi trấn áp một đầu hư tiên đến lúc đó luyện chế bát bộ phù đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều trăm triệu vô lượng hàng sa hóa thành hàng tinh thoáng cái nổ mạnh, hào quang điền đầy chiến trường thái cổ thế nhưng lại bị hệ tinh bích ngăn cản, thoáng cái bắn ngược trở lại, hóa thành hàng tỷ hàng sa quấn quanh thân phương hàng. Nhưng mà hàng tỷ hàng sa này vừa bắt ngược lại, hơi lưu chuyển liễn biến thành từng đầu hoang long, tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ, hồng hoang tổ long do phương hàng hóa thân thành lại cuồng bạo, long trảo, long thân, thậm chí long đầu, long giác, lân phiến, đều có cảm giác bạo phát, một cổ lực lượng vững chắc giống như sắt thép bị đánh lên tạo ra thanh âm từ trong cơ thể phát ra. Lúc này đối mặt với Phương Hàng, ba đại hư tiên chỉ có một cảm giác, đó chính là người này quá mạnh mẽ. Đây mới gọi là lực lượng chính thức. Vô lượng hàng sa cũng dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, toàn bộ hóa thành long. Đại lượng nguyên khí lắng động xuống, trong long châu chí tôn, nguyên khí tự hồ như có thêm rất nhiều sợi tinh quang tất cả cao thủ trong bát bộ phù đồ cũng đều giao nguyên khí của bản thân ra để chèo chống, nói không ra lời, chỉ có thể kiệt lực làm tan của lực lượng này. thậm chí hư tiên huyền vô cô, khô vinh chân quân cũng nhận được không ít chỗ tốt. nhất là khô vinh chân quân, thân thể hấp thu khí tức của vô lượng hàng sa long hóa tự hồ như tùy thời có thể dẫn tới tiên giới lôi phạt tấn thăng làm hư tiên. đương nhiên ảnh hưởng lớn nhất chính là hồng hoang tổ long do phương hàng hóa thân thành thở, hít, thở. Phương hàng hóa thân thành hồng hoang tổ long, trong lúc hô hấp, từng đạo nguyên khí được hấp thụ, mỗi lần hô hấp, nguyên khí như sông, trong đó còn kèm theo vô số tinh quang, nhìn kỹ cư nhiên là vô số hành tinh áp súc thành hư ảnh. Giờ khắc này Phương Hàng thật sự có vài phần giống như bộ dạng của hồng hoang tổ long, mỗi một lần hít liền đem trăm triệu hành tinh hút vào thân thể, vũ trụ hơi bị hắc ám, mà mỗi một lần thở, đều phun ra trăm triệu hành tinh vũ trụ tâm tối lại tràn đầy ánh sáng. Thần uy vô cùng. Đương nhiên hồng hoang tổ long thật sự, hít thở cũng là hàng tinh, mà phương hàng hóa thân thành hồng hoang tổ long chỉ là hít thở ra hư ảnh hàng tinh. Nhưng mà cho dù là hư ảnh hàng tinh, vì thế cũng đủ rung động thiên địa. Liệt. Một chữ từ trong miệng tổ long vang lên, long trảo đuổi về phía trước, không ngờ bổ ra ba đạo cương khí về phía ba đại hư tiên, trực tiếp chụp tới trái tim của ba người. Tuy chỉ là một trảo vô cùng đơn giản, thế nhưng ba đại hư tiên đều có cảm giác một mình thụ địch, bị cô lập, ngàn vạn chiến mã cũng không bảo vệ được mình, vô cùng cô độc, chỉ có thể đơn độc thừa nhận long uy khủng bố này. Ba đại hư tiên lão tổ tông vô cùng kiếp sợ, thân thể áp súc lùi lại phía sau, lại muốn co rút vào chỗ sâu trong thiên không chi thành. Xì, hai tiếng vang truyền tới, một giả đao, Hoàng Phủ Vân cư nhiên lùi vào sâu trong hạch tâm của thiên không chi thành, không bị lọc vào công kích. Thì ra là ảo cảnh. Công kích của tiểu tử này không phải nhằm vào chúng ta, thế nhưng cũng giống y như thật vậy, chúng ta đều bị mê hoặc, tưởng là công kích tới mình thật. Một giả đao, Hoàng Phủ Vân hai đại lão tổ tông nhìn nhau. Đều minh bạch giờ phút này Phương Hàng công kích chính là Vũ Văn Kỳ. Mục tiêu của hắn chính là Vũ Văn Kỳ. Không tốt. Vũ Văn Ki. Hai người phục hồi lại tinh thần, sau đó sắc mặt đột nhiên cuồng biến, chuẩn bị lướt đi, thế nhưng đã muộn. Một tiếng kêu thảm thê lương truyền tới lỗ tai hai người, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên thiên không chi thành, một đạo long trảo của Phương Hàng đâm vào trái tim của Vũ Văn Ki, mà long trảo còn lại bắt lấy cái đầu của lão tổ tông Vũ Văn Gia, pháp lực không ngừng trực tiếp tiến vào đã phá cơ thể đối phương trên mặt vị lão tổ này hiện ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, giống như bị đọa xuống vô gian vực sâu. Tiểu tặc, ngươi muốn chết. Trở tay Phương Hàng thoáng cái bắt được Vũ Văn Kỳ, đột nhiên trong chiến trường Thái Cổ, một vị chân tiên đã thấy được tình huống bên này, hắn trở tay tung ra một chưởng, thủ trưởng cự đại bao phủ tới, mang theo lửa giận của chân tiên, mỗi ngón trên thủ trưởng này đều là do một đạo đại tiên thuật tạo thành. Phương Hàng vừa đại phát thần uy, Long trảo tóm lấy thân thể Vũ Văn Kỳ, đang muốn đánh vào thế giới trong cơ thể hắn, nhờ vào tiểu túc mệnh thuật, tà khí vạn ác chi nguyên, thế gian tự tại vương Phật, còn có lực lượng của huyền vô cô độ hóa hắn, biến thành khôi lỗi hoặc là người hầu, nhưng lại thật không ngờ động tác này cư nhiên bị chân tiên chú ý, trong một chiêu của Thánh Thiên Cương có tới năm đạo tiên thuật hóa thành đại thủ trấn áp xuống, đại thủ chưa tới thế nhưng quanh thân phương hàng đã. Phải chịu áp lực thật lớn, cơ hồ không thể tự chủ được bùng bùng bùng, mấy khôi lông lân quanh thân đều bị tróc ra. Lực lượng sao lại cường đại như vậy, với tu vi hiện tại của ta cũng có thể chống lại chân tiên. Phương hàn gắt gao ngăn chặn Vũ Văn Kỳ, hắn cũng không tin Thánh Thiên Cương có thực lực cường đại như thế. Chủ nhân, lúc này Thánh Thiên Cương đã hợp lại với bốn đại cao thủ khác, hợp năm làm một, mỗi người thi triển ra lực lượng cũng tương đương với năm người hợp thể, Nói cách khác một chưởng này chẳng khác gì một kích của năm đại chân tiên, chủ nhân người cư nhiên có thể ngăn cản được, quả là thần uy vô địch. Huyền vô cô nói, hắn kiệt lực đem pháp tắc hư tiên dung nhập vào thân thể Phương Hàn, bằng không Phương Hàn đã sớm suy sụp rồi. Năm người nhất thể không ngờ lại khủng bố như vậy. Phương Hàn chỉ cảm thấy trong thân thể bị áp bách rất lớn, thậm chí tất cả nguyên khí đều bị đè xuống, từng khối long lân trên người nổ tung. May mắn là lực lượng của năm người nhất thể đa số để đối phó với nhân hoàng bút, tâm ma lão nhân, nếu không nếu dùng toàn bộ để đánh hắn, chỉ nháy mắt cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Chân tiên linh phù Không chút do dự, phương hàng thi triển ra đại trận linh phù trong tầng thứ năm của hoang thần chi thi, khoảng chừng năm khối linh phù do chân tiên luyện chế bay ra ngoài, năm khối linh phù chân tiên này xoắn lại với nhau bay ra, tự hồ va chạm lẫn nhau rồi nổ mạnh, ngăn cản đại thủ trưởng kia, mà thừa cơ hội này, trong thân thể hắn sinh ra một cổ nguyên khí, một lần nữa trùng tân tổ hợp, long lân nổ tung đều được khôi phục lại. Phương Hàng tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng đại khôi lỗi thuật độ hóa ta sao? Vũ Văn Kỳ thừa dịp này, thân thể cũng biến hóa, kiệt lực thu nhỏ lại, một cổ lực lượng sinh ra, chấn động thoát khỏi long trảo của Phương Hàn, long trảo cư nhiên bị mở ra, mà Vũ Văn Kỳ lại chuẩn bị thoát ra. Vũ Văn Kỳ, Chứng kiến lão bằng hữu mà muốn đi như vậy sao, thật đáng tiếc đó, ta sẽ vào trong thế giới của ngươi rồi từ từ ôn chuyện xưa." Đột nhiên lúc này, một cổ thanh âm truyền tới lỗ tai của lão tổ tông Vũ Văn gia Vũ Văn Kỳ. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn xuất hiện một đạo nhân ảnh, bao vây lấy Thương Sinh đại ấn, thoáng cái liền tiến vào thế giới trong cơ thể Vũ Văn Kỳ. "Huyền vô cô." Vũ Văn Kỳ giống như gặp quỷ, "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" ta đã hoàn toàn quy y phương hàng chủ nhân, có được niềm vui vô hạn, ngươi cũng nên quy y đi, xem ta chế trụ pháp tắc hư tiên trong cơ thể ngươi đây. Huyền vô cô dùng pháp tắc hư tiên của mình, đột nhiên thi triển ra thương sinh đại ấn, cực đạo đại đế, hư ảnh của vô cực đại thế giới, một lần nữa ra trong cơ thể vũ văn kia. Thương sinh đại ấn này dưới tay hư tiên có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng cự đại? Tự nhiên là uy lực vô tận tùy ý một quyền của cực đạo đại đế, không biết thi triển ra võ học huyền ảo gì, một quyền liền đánh cho trong cơ thể trong cơ thể Vũ Văn Ki rung lên bần bật, hệ tinh bích bắt đầu vỡ tan. Vũ Văn Ki liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Hoàng tuyền đồ Sắc mặt phương hàng không chút biểu tình, quyền kình mang theo luân hồi chi bàn anh kích tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Vũ Văn Ki thậm chí bản thân cũng tiến nhập vào đó một đầu hồng hoang tổ long chui vào trong cơ thể Vũ Văn Kỳ, bên trong quấy phá. Xoạch! Thất khiếu của Vũ Văn Kỳ đều chảy ra máu tươi. Sau đó cả người hắn thoáng cái nổ thành bột phấn, trong bột phấn có vô số phù lục lóe lên, không ngờ Phương Hàng trọn vẹn xuất ra 36 đạo phù lục hư tiên luyện chế. Sau đó thân thể Vũ Văn Kỳ tụ lại, thân thể biến thành từng đầu từng đầu thần long, trùng tân tổ hợp biến thành một đầu long có vài phần tương tự hồng hoang tổ long quấn quanh bát bộ phù đồ, hoàn toàn hợp nhất. Ở bên trong long châu chí tôn lại có thêm một vị cao thủ hư tiên. Chủ nhân Vũ Văn Kỳ cung kính nói, sau đó đem pháp tắc tiên đạo dung nhập vào trong cơ thể phương hàng, lập tức quy lực của bát bộ phù đồ lại tăng lên, hai đại hư tiên liên thủ, lực lượng của phương hàng khiến cho trời đất nghiêng ngã, thân thể hồng hoang tổ long vọc lên, Hàng tỷ hư ảnh hàng tinh một lần nữa trở nên rõ ràng. Bục Vừa lúc đó, trên không trung, năm đạo phù lục chân tiên trực tiếp bị bắn phá, thánh thiên cương hung hăng lao xuống, bao phủ trên đỉnh đầu phương hàng. Dết Trên mặt phương hàng hiện ra nụ cười lạnh, long trảo mở ra, từng trảo từng trảo luân phiên bắn ra, luân hồi chi bàn cũng bay ra, lập tức đánh tan thủ trưởng do năm đại tiên thuật ngưng tụ thành trong bát bộ phù đồ có thêm một vị hư tiên, hai đại hư tiên thúc dục, quy lực của luân hồi chi bàn một lần nữa tăng vọt. Quy lực của kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyền đồ này tự hồ như không có cực hạn, lực lượng càng cao thúc động càng hung hãn. Hai cao thủ hư tiên thúc dục hoàn toàn khác một đại hư tiên thúc dục. Thương sinh đại ấn cũng giống như thế. Tất cả hư tiên toàn bộ hợp lực tiến vào trong thế giới của ta, tinh anh của năm đại thế giới chúng ta liên minh, tuyệt đối không thể tiêu hao trong này. Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta khi tới huyền hoàng đại thế giới cướp đoạt bảo tàng. Nhất định phải trấn áp tâm ma lão nhân, nhân hoàng bút, tiểu tử phương hàng này. Đột nhiên lúc này, một cổ thanh âm mênh mông vang vọng lên, là năm vị chân tiên phát ra thanh âm, lập tức hơn 10 vị hư tiên biến thành một đạo khí lưu kinh thiên, cùng tất cả cao thủ bùng lên ngút trời, tiến nhập vào trong cơ thể của năm đại chân tiên thậm chí thiên không chi thành cũng thu nhỏ lại thủ nhỏ lại tiếp tục nhỏ biến thành một tòa thành lớn cỡ lòng bàn tay tiến nhập vào trong cơ thể nữ tử chân tiên tiểu gia bích ngọc của bà sa đại thế giới trong nháy mắt tu vi của năm đại chân tiên đại chân tiên tăng vọt hơn nửa năm đại chân tiên một lần nữa dung hợp toàn thân hóa thành tinh khí xoắn lại biến thành một phách giả diện mục không rõ dường như là nhân vật đến từ thiên giới vị phách giả này thiêu đốt lên tuổi thọ hơi giang tay ra, năm ngón tay giơ lên, thiên địa giống như trở nên khoáng đạt hơn, tự hồ như được thủ trưởng của vị phách giả này chống cao thêm. Kình thiên chi pháp Thần tiên đại đạo Các ngươi cư nhiên dám tu luyện cấm kỹ thuật Các ngươi lại dám liều lĩnh thiêu đốt tuổi thọ bản thân Nhân hoàng bút Đi Đây là kình thiên chi pháp, ngay cả tiên giới đều cấm Hiện tại bọn chúng đã có một phần năng lực của thần tiên, chúng ta không nên lưỡng bại câu thương cùng bọn chúng. Tâm ma lão nhân trông thấy vị phách giả này vừa xuất hiện, liền chống cho thiên địa cao hơn, hắn không khỏi giật mình hoảng sợ, điên cuồng gào lên một tiếng, thanh âm bén nhọn, trong không khí lập tức xuất hiện vô số ma ảnh, cả người hóa thành một mũi khoan, khoan ra ngoài, nhân hoàng bút, chúng ta lập tức phá chiến trường thái cổ này, ngươi là thứ sắc bén thiên hạ vô song, không nên để đám người kia vận dụng kình thiên chi pháp đến cực hạn chúng ta sẽ khó có thể thoát khỏi được nhân hoàng bút cũng biết lợi hại lập tức khẽ động đột nhiên biến thành nguyên hình tinh bút giống như rồng vẫy đuôi viết ra vài chữ uốn lượn ưu mỹ tràn đầy niềm vui đó là một loại vui mừng mừng rỡ thời điểm văn minh đạt tới đỉnh phong tất cả sinh linh đều phát ra tán ca thịnh thế nhân đạo bí điển thịnh thế hoa chương tờ thịnh thế hoa chương này vừa được viết ra lập tức trong hư không truyền tới một cổ reo hò, giống như vô số người đang reo hò vì văn minh đạt tới đỉnh phong, sinh ra thăng hoa, muốn đột phá gông cùng xiền xiết, thăng hoa tới cảnh giới cực cao. Quanh Long Lực lượng văn minh thăng hoa trùng trùng điệp điệp trực tiếp liền đánh ra một lỗ thủng cự đại trên mặt chiến trường Thái Cổ, nhân hoàng bút khôi phục hình thể khẽ vẫy tay, thân thể phương hàng không tự chủ được bay tới bên cạnh hắn, hắn lập tức sải bước vào trong hư không, biến mất tại cửu U Chi Địa thật là lợi hại. Cảnh giới thiên địa nhất thể của thiên địa nhất thể thật sự là khủng bố. Một số thịnh thế hoa chương tấu lên khúc ca văn minh hoàn toàn siêu việt hơn thần thông. Sau này chỉ cần lực lượng tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ đạt tới trình độ vương phẩm tiên khí. Nhưng mà ta xem trong lòng hắn không chỉ có mục tiêu như thế, phải tấn thăng làm tạo hóa thần khí. Chỉ tiếc con đường tham ngộ tạo hóa rất xa, vô cùng gian nan, chúng ta cũng chỉ mới bước chân lên con đường đó mà thôi. Tâm ma lão nhân trông thấy nhân hoàng bút cứ như vậy trực tiếp đánh thủng chiến trường thái cổ rồi thoát ra ngoài, trong lòng cũng sinh ra bội phục mãnh liệt. Thân thể nổ mạnh, vô số bóng ảnh chui vào cửu U Chi Địa, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng bút tiền bối, chẳng lẽ ngay cả ngài cùng tâm ma lão nhân liên thủ cũng không đối kháng được với đám tinh anh của năm đại thế giới liên minh. Ở một chỗ sâu trong cửu U Chi Địa, Thế nhưng hắc vụ bốn phía đã biến mất, trên mặt đất là một mảnh thổ địa hắc ám thật lớn, dường như bị máu tươi nhuộm đỏ. Đất do máu tươi nhuộm lên tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Nơi này mãi mãi là minh thổ, có thể nói là nơi sâu nhất của huyền hoàng đại thế giới, trong đó có minh thần tồn tại, có lẽ là rất sớm trước kia sư đệ của hồng mông đạo nhân, luân hồi đạo nhân chính là minh thần sinh ra từ minh thổ, tu thành đại năng. Về phần bản thể của Hồng Mông Đạo Nhân là cái gì, cũng không ai rõ nữa. Tuyên Cổ Minh Thổ, ai cũng không biết có bao nhiêu, An Bình, Tường Hòa cũng không có khí tức hiểm ác như Cửu U Chi Địa. Tự hồ như tất cả linh hồn sinh linh quay trở lại điểm cuối. Lúc này Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Tinh Chủ đã tới Tuyên Cổ Minh Thổ. Chân đạp thực địa, Phương Hàn lại có cảm giác yên tâm khó hiểu, Hoàng Tuyền Đồ cũng ở trong trạng thái cảnh giới an tường tự hồ như về với vòng tay của mẹ. Không nhất thiết phải lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thần tộc xâm lấn sẽ không thể chống lại. Nhân hoàng bút thản nhiên nói, ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt rồi, độ hóa được một đầu hư tiên, có thể nói là đại thu hoạch. Còn trợ giúp tâm ma lão nhân nữa, sau này hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi rất nhiều chuyện. Bỗng dưng lúc này, nhân hoàng bút nhàn nhạt nói, tâm ma lão nhân, xuất hiện đi. Với cảnh giới của chúng ta, cũng không cần giấu giếm nữa. Nhân Hoàng Bút tuy đã trải qua đại kiếp nạn, thế nhưng sự thành tựu của ngươi càng ngày càng cao, khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, ngươi sẽ tiến vào tiên giới đúng không?" Một đạo hắc khí dâng lên từ trong minh thổ, biến thành thân thể của Tâm Ma lão nhân. Rốt cuộc là linh lung tiên tôn đã xảy ra chuyện gì?" Nhân Hoàng Bút đột nhiên hỏi. Tâm Ma lão nhân ngẩn ra, hắn không ngờ rằng câu đầu tiên nhân hoàng bút hỏi lại là vấn đề này phương hằng cũng không ngờ rằng câu đầu tiên nhân hoàng bút hỏi tâm ma lão nhân lại là chuyện về linh lung tiên tôn dựa theo đạo lý ít nhất hắn phải thoáng hỏi về nguyện vọng quả thực là kiện bảo bối dẫn tới sự tranh đoạt vừa rồi nhân hoàng bút ngươi quả nhiên là có tuệ nhãn như đuốc liếc mắt đã nhìn ra điểm mấu chốt trong lần đại kiếp nạn thần tộc này huyền hoàng đại thế giới mặc dù nhiều cao thủ Thế nhưng có thể trở thành trụ cột vững vàng lại chỉ có một người, không phải ngươi, cũng không phải tiểu tử kia bên cạnh ngươi, lại càng không phải là thái nhất môn mà là linh lung tiên tôn ở linh lung phúc địa. Tâm ma lão nhân ngẩn ra, sau đó hắn nhìn nhân hoàng bút, rồi gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia bội phục. Hiện tại tu vi của nàng thế nào rồi? Ngón tay nhân hoàng bút búng ra một cách có tiết tấu, tự hồ như đang thôi toán, hoặc là đang phong tỏa cái gì đó. Tu vi hiện tại của nàng, ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thâm sâu khó lường. Tại thời điểm cướp lấy vô cực xá lợi trong hỗn nguyên vô cực đồ, ta còn có thể hơi loáng thoáng được hành tung của nàng, mà hiện tại nàng đã chính thức hòa hợp cùng đại đạo, lĩnh ngộ đại la ảo diệu, chân lý tự tại. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của tâm ma lão nhân biểu hiện ra vẻ cực tôn sùng linh lung tiên tôn, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn ra tu vi cấp bậc hiện tại của linh lung tiên tôn tới đâu là thiên tiên thần tiên thậm chí còn cao hơn ừm nàng là người chiếm được truyền thừa của hồng mông đạo nhân nàng chính là người chủ chốt để đối phó với thần đế trong lần đại kiếp nạn thần tộc này đáng giận chính là người của thái nhất môn tư nhiên cản trở xem ra muốn đối ngoại trước tiên phải yên nội như vậy chúng ta tới gặp linh lung tiên tôn trước tiên giết chết tên sứ giả thiên tiên ở thái nhất môn đã nhân hoàng bút đột nhiên đưa ra ý kiến kinh thiên giết chết sứ giả thiên tiên của thái nhất môn tâm ma lão nhân khẽ cho mày thực lực của chúng ta hẳn là đã đủ nhưng mà về phía tiên giới tiên giới tiên giới thì thế nào tiên giới có quy tắc của tiên giới càng cường đại càng khó hạ giới chỉ có thể phóng ra ý niệm mà thôi nhân hoàng bút cười lạnh nói bằng không tiên giới đã sớm diệt tuyệt long tộc phật môn thậm chí làm đại thương thần tộc rồi còn có thể để mặt ba phương đại thế lực này phát triển sao không nói tới chuyện giết hay không giết thiên tiên sứ giả nhưng nhân hoàng bút ngươi đã chịu liên thủ đó là điều tốt nhất lực lượng của chúng ta trong đại kiếp nạn lần này xem như bạc nhược yếu kém chia ra thì yếu gom lại thì mạnh vừa vặn ta đã cướp được nguyện vọng quả thực có thể ngưng nguyện tu vi mà Linh Lung Tiên Tôn đã tiến vào hồng môn bí tàng một lần, tuy hiện tại không thể tiến vào nữa. Thế nhưng nếu như có nguyện vọng quả thực, bằng vào chuyện bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới thừa nhận, chúng ta vẫn có hy vọng tiến vào trong đó. Tâm ma lão nhân nói, đã như vậy, việc này việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Hai vị tiền bối. Xin chờ một chút. Phương Hàng lập tức tiến lên phía trước, đồng thời lên tiếng khi trông thấy nhân hoàng bút tâm ma lão nhân muốn đi. Hử? Nhân hoàng bút liền dừng lại. Ở đây có rất nhiều nhân vật đang tìm kiếm hoàng tuyền bảo khố, vạn nhất để bọn chúng tìm được, chẳng phải tất cả tâm huyết bị hủy hoại trong chốc lát sao. Hai vị tiền bối, không bằng trước tiên chúng ta cùng nhau mở ra hoàng tuyền bảo khố rồi tính tiếp. Phương Hàng nói, lúc này chưa phải thời điểm hoàng tuyền bảo khố xuất thế. Tô Tú Y chiếm được kỳ ngộ, còn có kỳ nhân trợ giúp. Tự nhiên thông vệ khí linh chuyển thế của Hoàng Thư, hiện tại đã bắt đầu dung nhập cùng Hoàng Thư, ẩn dấu cả Hoàng Tuyền Ma Tông đi. Tâm Ma Lão Nhân nói, ta cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào của hắn. Gì? Hắn thông vệ khí linh chuyển thế của Hoàng Thư. Phương Hàng hết sức cả kinh. Khí linh của Hoàng Thư là chỗ dựa lớn nhất để khắc chế Tô Tú Y. Hắn đã từng muốn đi tìm kiếm, cửu đỉnh Tiên Tôn nói là biết nơi khí linh chuyển thế thế nhưng cũng chỉ là lời lừa gạt mà thôi. Sau lưng của Tô Tú Y có thế lực lớn duy trì. Ngươi phải cẩn thận. Tâm ma lão nhân nói, nhưng mà tu vi của ngươi siêu việt hơn hắn, hiện tại cho dù dùng hoàng thư cũng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng hắn phát triển rất nhanh, trong đại kiếp lần này, nếu như có thể vượt qua, hắn sẽ tìm được ích lợi lớn nhất, bởi vì hoàng thư chính là bổn nguyên chi khí của huyền hoàng đại thế giới, hắn sẽ tìm được càng nhiều bổn nguyên đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là kẻ kỳ tài ngút trời, hiện tại chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên. Nhưng mà tiên giới lôi phạt của ngươi thật nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Hiện tại ngươi nên chuẩn bị tiếp xúc lực lượng đi. Tránh cho khi đại kiếp nạn tới sẽ biến thành tro bụi. Phương Hàn, ngươi không nên coi thường. Nhân Hoàng Bút nói, Thế giới trong cơ thể ngươi đã dung hợp tàn phiến của tạo hóa thần khí, thời điểm lôi kiếp buông xuống, rất có thể sẽ truyền một tia khí tức tới tiên giới, khiến cho một số kẻ cường đại dùng ý niệm dò xét, tỉ như hư ảnh của đám vương phẩm đạo khí phục cừu chi mâu, thất lạc chi kiếm sẽ tới giết ngươi. Gì? Phương Hàng cả kinh, nói như vậy lôi kiếp của ta sẽ rất hung hiểm. Có thể nói như vậy. Tâm ma lão nhân nói, là ngươi tu luyện kỳ tài, ta nhìn chung trong lịch sử đằng đẳng, cũng không tìm được một người thiên tài tu luyện thần tốc như ngươi. Xích viên ma tôn cũng khen ngươi không dứt miệng, hắn đã nhờ ta đem tới cho ngươi một kiện đồ vật. Trong lúc nói chuyện, tâm ma lão nhân vung tay lên, trong một đoàn ma cầu xuất hiện hàng tỷ thanh âm thiên ma gào thét, phương hàng nhìn thoáng qua một cái, trong đó có khoảng chừng 4 ức 8 ngàn vạn thiên ma. Ma vương, ma thần cũng có vô số nhất là đám thiên ma này lại không giống với đám thiên ma bình thường, trong mi tâm đều có hư ảnh chiếc triều rất cổ xưa, tự hồ như một loại tiêu ký. Phương Hàn, ngươi chớ coi thường bốn ức tám ngàn vạn thiên ma này, đều là cổ thiên ma, là thiên ma đời thứ nhất do thần tộc tạo nên ra. Lực lượng cũng cường đại nhất, chân chính là máy móc giết chóc, cướp đoạt, ký sinh. Tâm ma lão nhân tư hồ cũng tán thưởng không thôi đối với đám thiên ma trong ma cầu, nhưng mà hắn là loại nhân vật nào cho dù cầm bảo bối trân quý nhất cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Cổ thiên ma Nhân hoàng bút nhìn những tiêu ký chiếc triều trong mi tâm đám thiên ma, không khỏi gật gật đầu nói, quả thật là cổ thiên ma, chỉ có cổ thiên ma mới có ấn ký tạo hóa thần khí. Đám cổ thiên ma này có năng lực không thể tưởng tượng nổi, ai đủ có thể nuôi dưỡng được đám thiên ma này, đối đầu với bất cứ ma đầu nào cũng có lực chấn nhiếp đối phương. Xích viên ma tôn tư nhiên có thể đem đám cổ thiên ma này cho ngươi, có thể thấy hắn ưu ái ngươi cỡ nào. Xích viên ma tôn cũng khen không dứt miệng đối với phương hàng tiểu hữu. Tâm ma lão nhân cười cười nói, nhân hoàng bút, chẳng phải ngươi càng ưu ái hắn hơn sao? Xem ra đã nhìn trúng tiềm lực của hắn, muốn tới tiên giới mưu đồ đại sự sao? Đúng vậy, tâm tư của chúng ta quả thực là như vậy. Tiên giới mới chính là chiến trường cuối cùng của chúng ta nhân hoàng bút nhìn phương hàng đem đám cổ thiên ma dung nhập vào trong bát bộ phù đồ một lần nữa độ hóa toàn thân chúng tỏa ra kim quang trên mặt hắn liền hiện ra vẻ tươi cười tốt còn mấy ngày nữa là tới thời điểm tiên đạo đại hội rồi cho đến lúc này thái nhất môn sẽ tiến hành thanh tẩy hơn nữa chúng ta cũng sẽ có hành động lớn trước tiên ngươi trở lại vũ hóa môn chuẩn bị đi vâng tiền bối Phương hàng một mặt âm thầm độ hóa 4 ức 8 ngàn vạn của thiên ma, một mặt đáp ứng, đúng rồi, tâm ma tiền bối, lần này xích viên tiền bối sẽ liên thủ cùng các vị sao. Một môn ma môn của hắn còn chưa tu thành, một khi luyện thành, có thể quét ngang nhân gian, thế nhưng ta nghĩ cũng sẽ nhanh thôi, sẽ xuất hiện trong đại kiếp lần này. Con mắt bích lục của tâm ma lão nhân như quỷ hỏa, lần đại kiếp nạn này, tuy nguy hiểm, thế nhưng lại có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà nói ra cũng trùng hợp, chúng ta liên thủ, vô luận là linh lung tiên tôn hay nhân hoàng bút, hoặc xích viên ma tôn, hoặc ta, đều là bởi vì tiểu tử này A. À. Cho nên mới nói hắn là người có đại khí vận. Thân thể nhân hoàng bút khẽ động, bản thân liền biến mất tại minh thổ. Tâm ma lão nhân cũng biến mất, chỉ lưu lại một câu, phương hàng, chúng ta không thể bảo vệ ngươi mãi, ngươi nhất định phải tự mình phát triển sau này hy vọng ngươi có thể siêu việt hơn chúng ta. Nhất định. Phương Hàn thầm nói. Lực lượng của đám thiên ma này thật sự là cường hoành. Trong bát bộ phù đồ, có rất nhiều người độ hóa cổ thiên ma đều sợ hãi thang, nhất là một đạo nhân, chỉ nhìn thấy rất nhiều không gian trong bát bộ phù đồ, từng đầu từng đầu cổ thiên ma hơi chút khẽ động, chiếc rìu trong mi tâm bắt đầu chấn động, toàn thân bao phủ bởi từng mảnh khải giáp cốt chất đen kịp, khí tức giống như viễn cổ chiến thần thiên ma cổ xưa là cổ máy chiến tranh đời thứ nhất của thần tộc thủy tổ thánh vương tự tay chế tạo có bi lực vô tận trời sinh cường hãn cho dù thiên ma bình thường nhất lực lượng đeo cường hoành hơn rất nhiều so với ma vương bình thường hơi chút độ hóa hào quang đem nhánh quanh thân đám cổ thiên ma liền biến thành màu vàng thẫm giống như minh vương hộ giáo trong phật giáo nguyện lực cường đại tỏa ra đúng rồi, Phương hàn lần đầu tiên chúng ta đi ngũ hành chi địa, đám đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn Tống duy nhất, Triệu Huyền Nhất đã chém chết đám thiên ma kia, cũng không phải loại cổ thiên ma này, nếu như là loại cổ thiên ma này, đệ tử kim đam đã sớm chết rồi. Diêm đột nhiên nói, có lẽ là thiên ma bình thường, xích viên ma tôn tiền bối được xưng là thống soái 400 triệu 8 ngàn vạn thiên ma, nhất định là cổ thiên ma, mà đám thiên ma bình thường cũng không được tính vào trong đó. Phương Hàng âm thầm dò xét liền phát hiện, trong đám cổ thiên ma, cấp bậc ma vương đã có 36 vạn đầu. Cấp bậc kim đan đã ngoài ma vương có 6 vạn đầu. Mà ma thần trường sinh bí cảnh có 800 đầu. Trong đó có một đầu ma thần cư nhiên là cường giả hỗn động bí cảnh. Trên đầu đầu thiên ma cổ xưa này xuất hiện một cái gai xương dữ tợn, thân cao ngàn trượng, giống như người mà không phải người, giống như thú mà không phải thú. Tư nhiên cường đại ngang với khô vinh chân quân, thậm chí còn tu luyện một số thiện ác nhị tâm đại Phật của cực nhạc hòa thượng. Còn lại, ma thần giới vương cảnh cũng có hai đầu. Mặt khác còn có ma thần thiên vị cảnh, ma thần tạo vật cảnh, hơn nữa còn có ma thần bất tử chi thân, cùng vạn thọ cảnh. Đám ma thần này không biết cường đại hơn ma thần bao nhiêu lần, cổ xưa, thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh cực kỳ sung túc. Sau khi phương hàng độ hóa, đám cổ thiên ma đều tụng niệm phản sướng, Phật quan bắn ra bốn phía, nguyện lực thành long, đều lắng động ở chỗ sâu trong bát bộ phù đồ, làm lực lượng dự trữ để tương lai tấn chức. Bốn ức vạn cổ thiên ma này còn cường đại hơn nhiều so với 40 tỷ thiên ma lúc trước của ta, nguyện lực sinh ra cũng lớn. Phương Hàng âm thầm nói, tối thiểu nhất cũng tương đương với trăm ức thiên ma phổ thông. Hiện tại ta tiếp tục tìm kiếm tô tú y hay trở lại vũ hóa môn, hắn một mặt suy tư điều chỉnh lực lượng một mặt hành tẩu trên mảnh đất minh thổ cổ xưa này